Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2018. Chúng ta học kiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp. Phần thứ hai là chúng ta đang phân loại về nghiệp. Phân loại về nghiệp thì cái phần thứ nhất đó là chúng ta phân loại theo đạo đức tâm linh. Có nghĩa là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, từ trong suy nghĩ, từ trong lời nói, từ trong hành động của chúng ta, khi mà chúng ta đó coi như là cái tạo tác nên những điều trong suy nghĩ, tạo tác những điều bằng cái lời nói, tạo tác những điều khi chúng ta ứng xử, thì chúng ta không phân biệt được là cái hướng đi của nó. Nhưng mà Đức Phật đã hướng cho những cái hướng đi đó rất là rõ ràng, là khi nào trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của chúng ta mà đi đúng, đi theo con đường tốt thì nó gọi là con đường thiện, và nó cũng gọi là con đường tiến hóa về mặt tâm linh, và cũng gọi là con đường đưa đến sự bình an và hạnh phúc đích thực. Còn nếu chúng ta làm sai, chúng ta không làm đúng, chúng ta làm lệch lạc, chúng ta làm do cái tâm chúng ta đó nghĩ tưởng một cách điên đảo, thì đó là cái con đường đối nghịch lại, thì nó gọi là cái con đường bất thiện, con đường đưa đến thoái đọa trong cái kiếp hiện tại, mà khi thân hoại mạng chung thì cũng thoái đọa xuống các cái cõi khổ. Và cái con đường này là cái con đường luân hồi ở trong tâm tối. Thì cái định hướng tổng quát về nghiệp thì bao giờ cũng có cái bất thiện hoặc là cái thiện, tức là cái đúng hay là cái sai, tính từ trong suy nghĩ, tính từ trong lời nói, tính từ trong hành động của mình. Như vậy khi chúng ta tu tập là chúng ta kiểm soát trong suy nghĩ của mình. Khi mà kiểm soát trong suy nghĩ của mình á, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy những cái mà nó khởi lên trong tâm của mình, và cái đó là khởi đầu cho pháp niệm tâm trong tứ niệm xứ. Thì khi mà mình thấy rõ, biết rõ những cái gì nó khởi lên trong tâm, và cái đường hoạt động của tâm á, từ đó ẩn tàng trong cái suy nghĩ của mình mà mình có thể thấy được những cái đó, mà mình không kịp thấy đó thì mình sẽ kiểm soát một cái chặng thứ hai, đó là cái chặng qua lời nói của mình. Và cái lời nói này là nó thì thầm ở trong tâm là một giai đoạn, và giai đoạn thứ hai đó là nó phát xuất ra bằng cái lời nói, hoặc là mình viết ra, hoặc là mình ghi ký hiệu, hoặc là mình có một cái thông điệp gì đó, thì đều là nó hiển lộ ra ngoài, là cái bước thứ hai. Từ trong cái suy nghĩ đúng hay sai của mình, nó hiển lộ con đường đó, để khi chúng ta tu tập ra thì chúng ta kiểm soát. Ví dụ mình nói rồi, mình lắng nghe, thì mình sẽ có cái khả năng là mình hồi tưởng lại để mình phân tích. Và khi mình nghe người ta nói đó, thì mình cũng sẽ nhận ra rằng đó, cái người mà đang nói chuyện với mình đó, thì cái lúc đó cái tâm của người ta là cái tâm thiện hay bất thiện là mình biết rõ. Và khi chúng ta nhìn á, cái người đối diện chúng ta nói với chúng ta bằng tâm thiện hay bất thiện đó, thì có nghĩa là lúc đó chúng ta đã đi vào trong pháp chân đế. Cũng như khi chúng ta nói ra thì chúng ta nhận thấy rõ, từ trong cái suy nghĩ mình đến cái lời nói này thiện hay bất thiện, là chúng ta cũng đã đi vào trong pháp chân đế. Để làm gì? Để chúng ta không thấy rằng trước mặt chúng ta làm cái mối quan hệ đây á, là cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái, bạn bè, hay là ông chủ, bà chủ, vân vân, mình không có thấy cái đó. Những cái đó nó gọi là pháp tục đế. Còn cái pháp chân đế đó, mình thấy cái tâm của người đối diện. Mình thấy cái tâm người đối diện và mình thấy cái tâm của mình, thì mình biết nó đang câu thông cái phần oan trái, hay là nó đang câu thông những cái chuyện là. Mình biết rõ như vậy để gì? Để mình ứng xử, để mình cư xử cho mình thoát khỏi cái oan trái giữa đôi bên. Oan trái nặng nhất là chồng với vợ, tiếp theo là con
với cha với mẹ, rồi nó mới tới anh em, rồi nó tới bè bạn, rồi nó tới cái cơ sở làm việc, rồi nó tới bất cứ ai mà chúng ta gặp trên đường đời chúng ta, mà chúng ta có một cái mối quan hệ, dẫu cho sơ giao hay là không có mối quan hệ này nữa, nhưng nó chạm mặt trong cái cõi đời này ở một cái phút giây nào đó thì nó cũng là đều cái sự tiếp nhận giữa nhân quả với nhau mà thôi. Chúng ta hiểu như vậy để làm gì? Để chúng ta ứng xử mà thoát. Còn nếu không á, là chúng ta chần chờ, chúng ta nấn ná, chúng ta ở lại đó để chúng ta nói đúng và sai, chúng ta nói tốt và xấu, mà chúng ta không thoát khỏi cái nghiệp mình ở cái chỗ mình không nhận ra là bây giờ trong giờ phút này đây, ngay tại cái thời điểm này đây, tại nơi cái hiện tại này đây, mình đang tiếp xúc với 1, 2, 3, 4 người mà tâm mình là tâm gì, thiện hay bất thiện. Chỉ bao nhiêu đó thôi, mình biết mình đã gieo xuống cái gì và mình phải gặt lấy cái gì. Thành ra chúng ta học nghiệp đó để chúng ta ứng dụng liền trong cái đời sống chúng ta. Vì như vậy, khi mà chúng ta đã biết cái tâm chúng ta đang bực bội, đang khó chịu vì cái lời nói của những người này, hoặc là cái cách ứng xử của người ta làm cho mình khó chịu, thì mình biết rõ ràng là cái pháp bất thiện đang phát sanh trong tâm của mình. Thì mình sẽ hỏi mình, pháp bất thiện là sai rồi, pháp bất thiện là con đường đưa đến khổ, vậy mình tiếp tục cái này hay không tiếp tục? Còn trong khi đó, cái pháp thế gian nó sẽ nói với mình cái gì? Ủa, cái người này nói như vậy là đúng hay sai vậy? Người này nói vậy là muốn hại tôi cái gì? Muốn làm thiệt thòi tôi cái gì? Muốn nhục mạ tôi cái gì? Muốn cái gì, cái gì, cái gì? Và tôi đây không có như vậy. Nó lo, nó tranh cãi về cái chuyện đúng sai, về cái chuyện tốt xấu, về cái chuyện oan hay ưng. Thì cái pháp thế gian nó tranh cãi như vậy. Nhưng mà cái pháp chân đế á, chúng ta nhận ra rằng, rồi sao mình thấy mình khó chịu với cái người này quá, hoặc mình nghe sao nó sái cái lỗ tai quá, bực bội quá, biết là pháp bất thiện lên khởi sẵn. Thì mình hỏi mình, có nên để cho pháp bất thiện sanh lên không? Và khi mình đặt câu hỏi đó là thiện trí mình đang phát sanh. Và khi mình nói rằng không, không thể được, bây giờ người ta muốn làm gì thì làm, nhưng mà tâm mình phải bình an, tâm mình phải trong sáng nhẹ lành, thì cái đó nó gọi là chuyển nghiệp. Từ cái chỗ chúng ta rơi vào những cái pháp bất thiện đây, chúng ta nhận ra nó là pháp bất thiện trong tâm, thì chúng ta liền thay đổi qua pháp thiện. Thì cái đó là chúng ta sửa đổi. Tu cái chỗ này có nghĩa là sửa đổi. Sửa đổi từ cái chỗ chúng ta nhận ra cái tâm mình nó không tốt rồi, tâm mình nó sai rồi, mình nói bỏ đi để mình đi vào cái thiện. Thì cái đó là chúng ta đang tu. Và tu là chuyển nghiệp nằm ở chỗ này. Thì thấy rõ chưa? Chứ mình không có mơ hồ gì hết. Cái giáo pháp mà chúng ta học hỏi đó thì nó đơn giản, nhưng mà nó thâm sâu, nhưng không có gì huyền bí cả. Bởi vì tất cả trí tuệ chúng ta đều có thể kiểm soát được hết. Thấy rõ, biết rõ vậy, còn thay đổi hay không là chuyện của mình. Nhưng mà hỏi tại sao đó mình thấy rõ, biết rõ mà mình sửa hoài cũng được vậy? Chỉ đâu phải không biết, biết đó mà sao sửa không được. Như chúng ta biết đó, là trong cái đời sống tâm thức của chúng ta, nó có thiện và nó có thiện trí. Cái thiện trí này đó, nó giúp cho chúng ta thấy đó, cái tâm mình đó, nó đang ở vào cái pháp bất thiện hay nó đang ở vào cái pháp thiện. Thì cái thiện trí này nó giúp cho mình trông thấy, biết. Nhưng mà khi mình biết vậy rồi đó, mình chuyển qua cái thiện và thiện trí này, mình chuyển không nổi. Thì tại sao là mình chuyển không nổi? Là vì đó, khi mà những cái pháp bất thiện ở đây đó, nó trở thành một cái tập khí, một cái tập khí quá là sâu dày. Và đây nó gọi là cái ma lực, cái tập khí xấu này.
Đấy là tập khí xấu, như một cái ma lực nó làm mình chuyển không nổi. Vậy cho nên chúng ta phải rèn luyện hoài, phải cố gắng, phải nói với nó. Quý vị rèn luyện rồi đó, quý vị thấy là cái thiền Vipassana này đó, nó đi trong cái đời sống hàng ngày của ta. Mình sẽ thấy cái tâm mình nó nói, và mình có thể nói chuyện với nó. Bấy lâu nay cái nhầm lẫn của chúng ta đó là chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả những cái gì đó thì thầm trong tâm của mình đó, nó đều là mình cả, đều là cái ta của mình cả. Không, cái ta này đó, như chúng ta biết đó, là nó bao giờ nó cũng có hai phần. Một cái ta mà nó trong sạch, nó thiện lành, và một cái ta nó còn quế nhiễm. Cho nên trong mỗi con người đó có cái ông thánh ở đây, và nó có con thú ở đây. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng đó hãy bất cứ gì nó khởi lên đó cũng đều là ta. Cái gì nó khởi lên cũng đều là ta, không phải. Mà chúng ta tập quan sát nó. Cái quan sát này chính là cái thiện trí. Cái quan sát này chính là cái tâm Phật. Cái thiện trí này là cái tâm Phật. Và mình có một cái thói quen đó, bao giờ cũng để ý, cũng quan sát nó hết một cách khách quan. Giống như chúng ta nhìn người khác vậy đó, thì chúng ta sẽ nghe nó nói, và chúng ta sẽ nói chuyện với nó. Cái này là không đúng, cái này là sai, cái này đi về đâu. Chúng ta không bao giờ có thể nghĩ rằng đó, là mình dạy dỗ cái tâm mình đó, bằng cách mình đối thoại với nó. Mà khi mình không lắng nghe được những cái điều trong tâm của mình nó thì thầm, nó dục dạ đó, thì mình bị cuốn vào trong cái ma lực của nó. Và cứ thế mình hành động, mình cứ năng nổ mà mình hướng tới, lao tới như một cái mũi tên bắn, và không kiểm soát được nó. Tại vì trong tất cả những cái pháp xấu này đó, nó đều có đầy đủ ba cái yếu tố là tham, sân và si, và đặc biệt cái si này. Nó làm cho những cái tập khí sâu dày này nó hình thành một cái ma lực, và nó chỉ thúc đẩy mình đi vào trong cái con đường sai, chứ không có ngừng lại được đâu. Đó là cái điều rất là lạ kỳ trong cái ma lực của tâm này. Và cái này chính nó tạo nên tất cả những cái khốn khổ trong cái cuộc đời của mình. Và khi thân hoại mạng chung đó, mình không còn được làm người, cũng không có cái hy vọng gì mà lên cõi chư thiên, cũng chỉ vì những cái ma lực này đây. Nhưng mà chúng ta đã không có cố gắng để dạy dỗ nó, để hướng dẫn nó, để kiềm chế nó, thì chúng ta vẫn cứ bị. Nhưng mà nhớ rằng khi mình biết tu rồi đó, bị thì vẫn bị, thấy thì vẫn thấy, vươn lên thì vẫn vươn lên. Và cái cuộc đấu tranh này đó, nó không tính bằng một kiếp người, chứ không phải nói tính bằng một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Nó không tính bằng một kiếp người, mà nó tính bằng bao nhiêu a tăng tỳ kiếp, bao nhiêu trăm ngàn đại kiếp, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là chúng ta đã gieo xuống thì thoải mái, cũng như mình khi mình nói cơn giận mình lên thì mình là nói năng, rồi mình ứng xử đó là coi như là hùng hồn vậy đó. Mạnh mẽ dữ lắm, ghê gớm dữ lắm, tức là hạt giống cứ bung ra rải hết mức. Nhưng đến khi thu nó lại để làm cho nó héo úa là cái chuyện cất cái tay lên không nổi. Chúng ta hiểu như vậy để chi? Để chúng ta vẫn kiên trì để thấy biết nó. Và khi chúng ta kiên trì thấy biết những cái pháp thô mà nó hiện ra trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình hàng ngày, thì sư cô gọi cái đó là thiền Vipassana hiệp thế. Vì tất cả những cái nó thô, nó hiện ra rõ ràng là mình không thấy, thì mình ngồi thiền đó mình thấy cái gì? Mình thấy cái gì mới được mà cái nó to dần dần đó mình không thấy. Mình nổi cơn điên mình lên mà mình không thấy thì mình thấy cái gì? Thấy không? Làm sao mình thấy được những cái vi tế khi mà những cái mà nó lộ ra rõ ràng mình không có thấy. Đôi khi nó phát ra cái lời nói này. Mình cứ đặt lên cái camera chiếu thẳng cho mình đi,
Những khi đó cái tâm của mình đó, mà nó ở trong cái trạng thái mà nó sai rồi, nó không đúng rồi, nó xấu rồi đó, thì mình xem nó hiển lộ từ cái sắc pháp cho đến nó hiển lộ ra đó là bằng cả cái lời nói và cái âm thanh, cái giọng nói của mình có thể ghi nhận một cách rõ ràng. Thì mình có thấy cái hình ảnh đó, dữ dằn của quỷ không? Mình có thấy cái tâm tối của ma trong tâm mình không? Nếu mình thấy, mình biết rằng đây là con đường sẽ đưa xuống cái cõi của quỷ khổ đây, chắc chắn là mình dẫn mình đi. Trong khi đó mình sai ở chỗ mình nói là tại nó áp chế tôi quá mà, tại nó đối xử với tôi tàn tệ quá mà. Như vậy khi nó áp chế tôi, nó đối xử với tôi tàn tệ quá, nó đối xử bằng tâm gì? Nó đối xử bằng những cái tâm bất thiện đấy. Và tôi ứng xử bằng gì? Tôi ứng xử bằng cách tôi quá giận cho nên là tôi phải đối xử vậy, thì tôi cũng bất thiện đó. Thì con đường thoái đọa dành cho cả hai chứ đâu có riêng ai đâu. Cho nên khi mình biết tu đó, thì mình nổi cơn điên lên rồi mình nói thôi thôi thôi, bớt lại, đọa địa ngục cũng là do mình đi đây, bớt lại, dằn lại. Thì những cái lúc đó mấy người tu niệm Phật thì nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình nói mô Phật hoặc mình đã trì cái bài kinh nào đó thì trì cái bài kinh đó đi, để cho nó hạ xuống. Đó, mình hành trì là như vậy đó, mình tu là như vậy đó. Đó là thiền đấy. Thiền để nó phát sanh cái tuệ giác này đây. Trí tuệ này còn, thiện trí này còn gọi là tuệ giác này. Để mình thấy rõ, biết rõ trong tâm. Chúng ta thấy cái con đường nghiệp đó, mình cứ nói đi rồi nói lại, rồi mình lật qua lật lại, lật tới lật lui đó, để mình thấy nó hiện rõ cái bản chất của cái nghiệp mà mình đã tạo tác trong biết bao nhiêu kiếp cho tới ngày hôm nay. Rồi khi đó mà mình biết được cái điểm tổng quát là cái nghiệp nó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện rồi đó, thì chúng ta đó sẽ đi tới một cái phần thứ hai trong cái phân loại đó, đó là khi nó tạo tác vậy đó thì nó phải đưa ra cái quả. Cái quả đó là khi chúng ta đóng cái nắp hòm lại, chết rồi đó, thì nó sẽ tái sanh trong cái cõi nào? Dục giới, sắc giới hay vô sắc giới? Bởi vì đây là tam giới trong luân hồi. Thì vậy chúng ta nhớ hiện kiếp này chúng ta đó có tu thiền sắc giới không, và có đắc được tầng thiền nào không? Có tu thiền vô sắc giới không, có đắc được tầng thiền nào không? Nếu không có hai cái này thì chúng ta loại bỏ ra hai phần. Thấy rõ chưa? Như vậy còn một cái phần đó là dục giới. Dục giới thì nó gồm 11 cõi, trong đó có 6 cõi chư thiên. 6 cõi chư thiên thì bây giờ trong năm giới của mình á, mình có phạm không? Nếu mình không phạm cái thô thì mình có phạm cái tế không? Đó là cái câu trả lời mình có thể tự cho điểm mình. Cái thứ hai nữa, mình hỏi rằng mình hành giới, mình không giết người mà mình cứu người sao? Mình không có nóng nảy quá mà mình điềm đạm, mình từ tốn ở chỗ nào, cho điểm mình cái chỗ đó. Rồi mình đã sống đơn giản, đã ly dục như thế nào, cho điểm đó. Tức là trong năm cái giới đó, chúng ta hành giới như thế nào, chúng ta cho điểm. Nếu năm giới giữ được mà có một giới đó hành được tốt, thì chúng ta đã có sẵn một cái cung trời trên cõi chư thiên, dục giới nằm trong cái giới. Pháp học pháp hành, chúng ta cố gắng để mà học, cố gắng để mà hành. Bởi vì khi chúng ta học pháp học, khi chúng ta hành thiền, thì lúc đó chúng ta không phạm giới mà chúng ta là đang hành giới. Chỉ vậy đó là cái phước báo mà chúng ta có thể tái sanh trên cõi chư thiên. Nó nằm trong năm giới là căn bản. Bởi vì ví dụ như mình nói cái bố thí, nó cũng nằm trong cái hành giới. Nó nằm trong cái giới thứ hai là cái giới chúng ta không có trộm cắp, chúng ta không có làm hư hại của cải của mình hoặc của cải người khác. Nhưng mà ngược lại, chúng ta lại làm cho cái rộng rãi ra, bố thí rộng rãi ra, để ai cũng có tăng thêm một cái chút gì đó mà người ta sống. Người ta bữa nay đó nó còn có một lon gạo, mình tăng cho người ta được 2 lon gạo. Người ta hôm nay có không có thuốc uống, người ta phải nằm đó rên hùng hù,
mình cho ta thuốc uống để ta có thể đứng dậy, ta làm được việc nhà, ta có thể đi làm việc được. Thì cái đó là mình làm giàu giàu cho một cái đời sống. Nói chung là tất cả những cái hạnh lành của chúng ta, chúng ta đều làm cho cái đời sống nó được nâng lên ở cái phần tích cực. Thì như vậy đó, cái con đường tái sanh của chúng ta sẽ là sáu cõi chư thiên dục giới. Đấy, sáu cõi chư thiên dục giới. Rồi xong đó, còn lại á, thì chúng ta là cõi người, nửa này nửa kia. Nhưng tiếng nói nửa này nửa kia, nhưng chúng ta sinh ra làm người đó, là khi nào cái phần thiện trí chúng ta mạnh. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó, nếu như mà chúng ta đã giữ được cái phần thiện và cái phần thiện trí này đó lớn hơn cái phần mà những cái tập khí mà đi vào con đường sai đây, con đường của tham sân si đây, thì chúng ta sẽ được tái sanh làm người. Tuy là nói con người nửa lạc nửa khổ, nhưng mà thực chất khi chúng ta được sanh ra làm người đó, thì cái phần thiện và thiện trí đó nó phải mạnh hơn cái phần này. Chứ nó yếu hơn thì nó không sanh ra được làm người. Mặc dù sanh ra làm người đó thì cái phước báo của mỗi người nó cũng khác nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà trên căn bản là chúng ta sinh ra được có cái thân thể làm người, dẫu cho có tật nguyền trong bụng mẹ đi nữa thì cũng được làm người, thì cái phần thiện 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 trí bao giờ cũng lớn. Còn nếu người ta sanh ra làm súc sanh, dẫu cái tướng mạo có to lớn, có đẹp đẽ như thế nào đi nữa, thì cái phần khuyết nó vẫn nằm trong thiện trí, nó bị che lại. Dẫu cái con vật đó nó có khôn ngoan như thế nào đi nữa, nó có giỏi giang thế nào nữa, thì cái phần mà cái trí tuệ về tâm linh của nó bị che lại. Còn cái phần thiện này nè, làm ra trong đó nó có cái phần tưởng đúng. Cho nên đó là khi nó hành xử đúng, có khi nó giỏi giang, nhưng nó là trí tuệ thuộc về thế gian. Còn cái thiện trí này nó bị che khuất. Cho nên là trong cái giới thứ năm nó có nói rằng, nếu mà chúng ta bị che khuất về mặt tâm linh đó, thì cái gì chúng ta cũng phạm hết. Cái gì cũng phạm hết. Bây giờ mình nói nè, một người uống rượu vào thì 100% là si nó phát sinh ra, thì nó che khuất lại. Thì khi về nhà đó mới quậy phá trong nhà, đánh đập vợ để cho vợ ra khỏi nhà, rồi hãm hiếp con cái. Và ai căng cản thì giết. Thì vì thấy không, từ cái chỗ mà nó che khuất ở đây đó, thì không có giới nào nó không phạm. Vì vậy cái si nó đứng đầu. Vì vậy mà khi những cái chúng sinh mà tạo những cái tội lỗi này đó, thì khi họ chết đó, họ tái sanh làm cái súc sanh, hoặc là trong cái thế giới của bốn cõi khổ, thì cái phần thiện trí bị che lại, chỉ còn có cái phần thiện thôi. Và phần thiện đó ở mỗi một cái chúng sanh ở các cái cõi khổ đó là nó cũng xuất hiện nhiều hay ít, tùy cái phước của mình. Cái chỗ này sư cô mới nói với quý vị rằng, dẫu mình thương cái con vật như thế nào đi nữa thì phải hiểu rằng nó không, cái thiện trí là nó bị ngăn chặn. Do đó đến một lúc nào đó là cái phần tâm tối của nó khởi dậy đó, thì cái chuyện mà nó phản bội lại cái người chủ của nó là chuyện đương nhiên, là do mình biết thôi. Hoặc là mình gắn bó nó tới một cái mức độ mà mình nghĩ đó, là mình có thể chung sống với nó hạnh phúc hơn là mình gần gũi với con người đó, thì đó là cũng cái phần tâm tối thuộc về ái nhiễm của mình nó đã nói như vậy, chứ không phải cái trí tuệ về tâm linh đã nói với mình như vậy. Do cái ái nhiễm của mình, và trong ái nhiễm nó có si, nó bị che khuất, cho nên mình cảm thấy rằng đó, mình sống với con vật này mình hạnh phúc hơn. Và như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đã chọn cái con đường khi tái sanh chúng ta về đâu, nó rất là rõ ràng ở trong tâm của mình, không có thể nói khác đi đâu. Tâm mình dẫn đi, nó dẫn mình đi, dẫn bằng cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ này đúng hay suy nghĩ sai, đó là điều chúng ta phải cân nhắc. Chúng ta luôn luôn đó quan tâm tới người khác nhiều quá, chúng ta quên quan tâm tới những cái phần thiện và bất thiện của mình, chúng ta quên cái này nhiều. Chúng ta nhận định người khác thì hùng hồn lắm, nhưng mà chúng ta nhận định mình bao giờ cũng thiên vị
đó là cái tâm tối, trong cái ma lực nó che mờ để cho mình làm những cái điều sai. Còn nếu mình nhìn mình một cách công bằng, một cách rõ ràng đó, thì mình là cái người sáng suốt. Và cái con đường an vui hạnh phúc là cái con đường mình đang đi đúng hướng. Cho nên không phải rằng chúng ta không có cái khả năng để nhận định đúng sai, để nhận định thiện ác, để nhận định tất cả các đối tượng. Nhưng chúng ta đây vì quá yêu mến mình, cho nên là chúng ta đã thiên vị, và chúng ta luôn luôn đó đánh giá người khác để mà đặt mình lên trên cái người ta. Khi mình đánh giá người khác là bao giờ đó phát xuất từ trong cái suy nghĩ của mình đó, là mình không có làm cái điều này, mình tốt hơn người ta, mình giỏi hơn người ta. Cái sự đánh giá bao giờ cũng nằm trên một cái căn bản đó là cái ngã mạn đứng hàng đầu. Vì vậy mà khi chúng ta đánh giá người khác thì luôn luôn đó là cái pháp bất thiện đã khởi sanh lên chúng ta. Bởi vì từ sự đánh giá đó sẽ đưa đến sự chỉ trích, và đó là pháp bất thiện. Trong khi chúng ta có cái năng lực đánh giá đó thì chúng ta phải đánh giá lại mình, phải xem xét lại mình, và phải nghiêm khắc nói chuyện với cái tâm mình, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Như vậy năng lực đánh giá, năng lực nhận xét, cái năng lực để phán đoán đúng hay là sai, thì chúng ta đây tất cả đều có cái năng lực này. Bởi vì nó đã theo ta đó từ bao nhiêu kiếp, trong cái sự sáng suốt này chúng ta mới được làm người. Nhưng đời này khi chúng ta sinh ra làm người, chúng ta quên, cho nên chúng ta sử dụng sai đối tượng. Phải nhìn lại mình, phải đánh giá mình, phải phê phán mình, phải chỉ trích mình, phải dẫn dắt mình đi. Thì chúng ta quên, chúng ta đem đi để chỉ trích người khác, để mà đưa người khác lên làm cái đối tượng. Và vì nó nhầm lẫn ở cái chỗ là khi chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta phê phán người khác, là bao giờ nơi ta cũng có một cái sự thỏa mãn, có một cái sự hài lòng rằng người ta bậy lắm chứ tôi không có bậy nhiều như vậy. Có khi còn dám nói rằng là tôi hoàn toàn không có bậy bạ gì hết đó, chỉ mấy người đó bậy bạ mà thôi. Không có đâu. Chúng ta được cái thô thì chúng ta bị cái tế thôi. Ngay cả khi mình chỉ trích vậy mình nhận ra. Bởi vậy cho nên đó là sư cô nói là rất nhiều người đi tu học ở những cái vị thầy danh tiếng, đi đến những trường thiền danh tiếng, nhưng mà khi về đó nó mắc một cái bệnh mà không sao thấy được á, là cái bệnh khoe khoang, mà nó nằm trong cái ngã mạn. Như vậy đi đến bao nhiêu thầy giỏi, đến bao nhiêu cái trường thiền, cuối cùng về mắc một cái bệnh mà không biết. Khoe là tôi đã đến với người này, tiếp xúc người này, học hỏi người này, ở nơi thiền viện người này, tu nó bao nhiêu khóa, bao nhiêu đó, nhưng mà sao không thấy, không thấy cái khoe khoang của mình đó, chính là cái ngã mạn. Không thấy ra. Như vậy bao nhiêu năm mình đến tiếp xúc, mình ngồi hành trì, thì cái phần này mình có tăng không? Hay mình tăng cái phần kiến thức này nữa? Cái phần này cũng tốt lắm chứ, nó thiện mà, nó thu nhập vô. Nhưng mà khi nó thu nhập cái điều này, nó lại là biến qua cái điều bất thiện đây mà không nhìn ra. Thấy cái tâm của mình nó kinh khủng. Cho nên chúng ta đây đó, người nào đó cũng công việc bề bộn hết, trừ cái người không muốn làm việc thì không có việc thôi. Chứ còn cái người mà đã muốn làm việc thì không khi nào rảnh được hết. Vậy thì tại sao chúng ta lại không có ứng dụng cái thiền Vipassana hiệp thế? Lúc nào, thời điểm nào, làm cái gì, chúng ta cũng đều kiểm soát và nhận thức ra mình. Điều đó đâu có tốn thì giờ đâu. Và nếu chúng ta quen làm điều này đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên thế này. Hả, mình ngó lơ cái nó đi tầm 7 lần. Ngó lơ cả lần đi tầm 7 lần. Y như mình nuôi con nít mà nó 3 tuổi vậy đó. Hả, mình ngó lơ cái là nó chạy chỗ khác, nó dọc, nó phá chỗ này, chỗ kia. Nó không biết nào nó ngồi yên thôi. Vậy thì nếu như cái giờ lâm chung của mình đó, mà mình không có kiểm soát nó được, không thấy nó làm cái gì đó, thì nó chạy đi đâu mình đâu biết được. Nhưng cái khuynh hướng của nó bao giờ cũng chạy xuống những cái cõi khổ. Vì ở đây nó rất là quyến rũ, quyến rũ dữ lắm, nó không nhìn ra. Như vậy đâu có ai cứu mình đâu, không ai cứu mình được hết.
Nếu mà hàng ngày mình không có chịu để ý, không chịu tự kiểm soát, mình khi mình áp dụng cái thiền Vipassana này trong cái đời thường, mình mới thấy cái lời của Đức Phật dạy và cái phương pháp, cái luật hướng dẫn cho mình tu đó cực kỳ thâm sâu, mà rất là dễ dàng, mà hết sức là lợi ích. Và khi mình quen đó, cái đối thoại với cái nội tâm của mình, quý vị sẽ thấy là mình lần lần mình sửa được nhiều thứ lắm. Và có một cái điều rất là đặc biệt như thế này, và trong khi mình sửa được mình một vài cái đó, thì quý vị thấy lạ lùng thay đó, là cái thiện trí này nó phát sáng ở trong tâm của mình, nó phát sáng lên. Còn nếu như đó mình không có cố gắng mình làm cái điều này đó, quý vị thấy mình càng già đó, nó lú lẫn. Vật đau quỵnh xuống rồi là nói sản, cái gì nó đi vào trong cái tâm tối. Khi mình thiếu kiểm soát là cái tâm mình nó rơi vào trong cái si. Tại sao chúng ta có cái phước báu, chúng ta học được những cái điều Phật dạy về, chúng ta làm quá dễ được cái gì đó. Quá dễ. Cái khi mình căng thẳng quá mức, mình thư giãn, bỏ lỏng hết toàn thể tay chân này. Đứng cũng thả lỏng được, ngồi cũng thả lỏng được, nằm cũng thả lỏng được. Sau đó mình chỉ nhìn cái tâm, không nhìn cái tâm thì nhìn cái hơi thở. Một giây đồng hồ là đã thấy phục hồi. Đâu có ai mà có cái sức khỏe mà coi như là nó dẻo dai đến khôn cùng đâu. Nhưng mà cái cách mà chúng ta thiền Vipassana hiệp thế này, cái cách chúng ta nhìn vào tâm, chúng ta nhìn vào trong cái hơi thở này đó, là nó giúp chúng ta đó phục hồi cái sức khỏe chúng ta rất là nhanh. Và nó có một cái độ dẻo dai. Mà cái dẻo dai này đó, nó về cái mặt tâm linh này rất mạnh. Chúng ta làm cái gì cũng sáng, nhìn đâu cũng sáng hết. Nó có thể án che một chút xíu thôi, nhưng chúng ta định tâm lại là tất cả đều sáng hết, rõ ràng hết. Người ta nói cái là mình biết đó, người ta muốn đi gì rồi, người ta muốn dẫn mình đi về đâu rồi, người ta muốn mình làm cái gì cho người ta rồi, biết hết. Khi nào mình sống mà đến lúc mình già yếu bệnh tật rồi đó, mà bắt đầu lú lẫn là một cái kiếp sống bị phá sản. Còn bệnh gì thì bệnh, già gì thì già, nhưng minh mẫn tới cái giờ cuối cùng của mình, đó là chúng ta hoàn thiện một kiếp sống của mình. Trong khi ở thế gian chúng ta sai ở cái chỗ này đó, là cứ làm sao đó giữ được cái tình chồng vợ, làm sao giữ được cái tình con cái, làm sao giữ được tài sản, làm sao giữ được mối quan hệ này mối quan hệ nọ. Chúng ta cứ đi con đường tốt, tự người ta sẽ gắn bó với mình. Còn mình đi vào cái con đường dính mắc này đó, người ta sẽ thấy mình là gánh nặng, người ta hất mình ra. Đừng để cho người ta bị mình thương yêu. Người ta muốn được thương yêu, không ai muốn bị thương yêu. Mình cột trói người ta. Sư cô nghe một cái câu chuyện thế này, là hai người này đó thành chồng thành vợ rất là gắn bó nha. Nhưng mà cái người đàn ông này ghen quá mức ghen, mà cứ chờ tối đến là hành hạ. Tại sao nói chuyện với người này, tại sao cả ngày nghĩ vậy làm vậy, cứ hành hạ với bà ấy ngủ không được, rồi mòn mỏi lên. Bây giờ cái người này nó không còn tỉnh táo nữa, thì cái người kia nó gần 80 tuổi phải nuôi một cái người trên 70 tuổi còn ngơ ngang ngơ ngẩn thế này. Vì thế mình không nhận ra rằng cái người mà nó ghen á, nó nằm ở đây, cái pháp bất thiện nó nằm sân tộc lận hối đây, nó nằm trong cái chữ lận đây, nó vừa sân nó vừa lận đây, tức là nó ích kỷ, nó nhỏ mọn và nó tâm tối. Cho nên nó tự đài đọa nó và nó hành hạ cái người bạn đời của nó. Nhưng mà mình không tỉnh, mình không đi ra. Rồi cuối cùng cái gì? Cuối cùng bây giờ nó lẩn thẩn rồi. Rồi cái quả hiện hình cho cái người
mà ích kỷ nó tâm tối như thế này đó, là bây giờ 80 tuổi, hơn 80 tuổi nuôi một người 70 mấy tuổi ngớ nga ngớ ngẩn. Vậy cuộc hôn nhân này đã phá sản cuộc đời của cả hai. Cho nên hết sức là tâm tối, ngu muội khi coi hôn nhân là tất cả đời mình. Nó chỉ là một cái phần đời, và nó là một cái phương tiện để mình thể hiện cái sự tốt đẹp của mình, sự sáng suốt của mình đó, đối với người chung sống với mình. Con cái cũng như vậy, đó là cái cơ hội để mình thể hiện những cái điều này, chứ không phải nó là cái cơ hội để thể hiện tất cả những cái tâm tối trong cái đời sống của mình và mình tự hoại mình và khi chết thoái đạo. Người ta nâng đỡ nhau thì mới là một cái đời sống. Khi người ta vùi dập, người ta hành hạ mình, nó không phải đời sống. Nó là con đường của bốn cõi khổ. Nhớ như vậy. Và nếu bây giờ đây chúng ta được làm người đây còn tỉnh táo sáng suốt, không ra khỏi cái khổ ngày hôm nay, chừng nào mới ra khỏi, trả lời đi. Hãy trả lời đi, chừng nào mới ra. Khi mình thoái đọa xuống các cái cảnh khổ đó thì cái phần si ám này nó sẽ che khuất, làm sao ra được. Bây giờ làm người đây nè, cái phần thiện trí này rất dễ phát sanh đây, mà ra không được để xuống các cõi khổ, chừng nào mới ra? Hay nói với mình, chừng nào mới ra? Chúng ta sanh ra độc lập mà, con người mình có đầy đủ các cái bộ phận để mình sử dụng mà, tại sao phải có một con người thứ hai đó? Để mà chúng ta nhất định là nó phải thành một với mình, trong khi nó vẫn đứng bên cạnh mình thôi, vẫn chỉ là đứng bên cạnh mà thôi, chứ không bao giờ nó là xương, là thịt, là máu, là mủ của mình được. Nhưng mình tưởng ra rằng người này chính là xương thịt của mình. Đến khi nó thành nước lã và người dưng rồi đó, thì mới biết nó không phải xương thịt của mình, mà chính nó hủy hoại từ trong xương thịt của mình đi ra, bởi vì cái ái nhiễm của chính mình, bởi vì cái sự tâm tối của mình, và mình tạo cái nghiệp ái này, thoái đọa không biết bao lâu. Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng đó, cái chỗ này chính là chỗ mà Đức Phật nói trong tứ đế đó, đây là gọi là cái khổ tập đó. Đây, xin lỗi, đây là tập đế đây. Nguồn gốc của tất cả đau khổ nó nằm trong chữ ái này. Chúng ta có nhìn ra không? Không nhìn ra. Chúng ta cam tâm chịu đựng tất cả, đánh đập, nhục mạ, nhiếc móc, làm tôi đòi hầu hạ, cũng chỉ vì chúng ta ăn mài một cái tình cảm không đúng đắn cho ta. Nhưng mà nó nằm trong đó cái khao khát tận cùng của ma quỷ trong tâm ta. Ta nuôi dưỡng cái phần ma quỷ trong tâm mình, và chúng ta đã thấy những cái con ma đói ở trong tâm ta, những con quỷ đói trong tâm ta đó, nó khao khát những cái thứ bậy bạ như thế. Nó ăn uống toàn những cái thứ khổ nhục mà thôi, nhưng nó không rời ra được. Nó đạp, nó đánh, nó chửi, nó nhục mạ, nó biểu đưa tiền cho nó, để hầu hạ cho nó. Mâm cơm vừa dọn nguội nó hất ở trong mặt đó, vừa khóc vừa rau dọn phải đi nấu cái khác cho nó ăn. Nhục nhã ê chề vậy mà chúng ta vẫn nuôi nó, vẫn cam tâm, vẫn chịu vậy, bởi vì trong này có con quỷ đói trong tâm ta, cái con ma đói trong tâm ta, nó thèm những thứ đó, chứ không phải con người của ta. Con người của ta nó có cái phần thiện và thiện trí, chúng ta không khao khát những thứ đó. Nó chửi cha mắng mẹ mình, đau lòng mà vẫn phải chịu, bởi vì cái con quỷ đói và con ma đói chúng ta nó cần những thứ đó, còn con người chúng ta không cần. Chúng ta sống với nó để chúng ta không còn có thể làm người được nữa, và thân hoại mạng chung, chúng ta phải rơi vào trong cái khổ này đây. Và chúng ta sẽ làm ma đói, sẽ làm quỷ đói. Đó là cái giá mà mình phải trả cho cái sự tâm tối của mình, vì mình không biết đâu
là cái chân hạnh phúc của mình. Nhìn không ra. Và cái này khi luân hồi nó tái lập trở lại, mình nói một câu bất lực như thế này, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Sao mình không nói rõ hơn một chút nữa? Tại vì cái thói quen ngu dốt của tôi nó là như vậy đó. Nói thêm ra, giảng nghĩa thêm ra, để trong tâm của mình cái phần người của mình là phần thiện và thiện trí, nó sẽ nói rằng tại sao một cái thói quen ngu dốt như vậy mà lại duy trì chứ? Mình cứ đổ cho một cái chữ nghiệp mà mình không giải thích cái chữ nghiệp đó ra cho rõ ràng. Tại cái nghiệp của tôi nó là như vậy mà. Đúng, nghiệp đó là thói quen. Mà thói quen này là thói quen gì? Thói quen của quỷ đói, thói quen của ma đói. Nó khao khát cái dục lạc thế gian, nó khao khát cái dục tình, và nó bi lụy trong cái dục tình đó, để nó nhấn chìm cái cuộc đời của nó không biết bao nhiêu kiếp. Tại sao chúng ta phải thiêu đốt cái huệ mạng của mình để mình mua lấy những cái thứ bẩn thỉu bày hàng như vậy? Tại sao? Mình làm người hay là không phải con người? Như vậy có một lúc nào đó chúng ta đây không phải là con người ngay trong cái thân xác làm người của chúng ta, để chúng ta phục vụ cho những cái thấp hèn, là cái không phải con người của chúng ta. Con người chúng ta tính đi, từ cái phần ức này trở lên á, nó là phần trong sạch. Từ cái phần này xuống, nó không phải phần con người, nó là cái đại xấu xa, thì chứa phân, chứa nước tiểu, nó chứa những cái dục lạc thấp hèn. Nhưng mà sao ta phải nặng nề bám lấy những thứ đó? Hãy phân tích ở trong tâm của mình để dạy dỗ mình, để hướng mình đi lên mà. Nhiều lần sư cô nói rồi, không có ai dạy mình được cả. 100% không có ai dạy mình được cả. Khi mình hiểu biết, mình tự dạy mình. Không có ai nâng đỡ mình tốt bằng tự mình nâng đỡ mình. Và chúng ta chuyển nghiệp nằm ở cái chỗ chúng ta sáng suốt mà thôi, không có cách gì khác hơn cả. Và sự sáng suốt này bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái chỗ chúng ta thấy rõ. Suy nghĩ cái gì? Thấy rõ, biết rõ cái suy nghĩ này nằm trong tâm thiện hay bất thiện. Lời nói này phát xuất từ trong tâm thiện hay bất thiện. Đầu tiên chúng ta tập để thấy rõ nơi mình, và sau đó chúng ta thấy rõ nơi người đối thoại với mình. Cái người đối thoại với mình chính là quả của mình. Để hiểu rằng người này xuất hiện là quả thiện của mình hay quả bất thiện. Và hiện nay trong cái cuộc tiếp xúc này đây, chúng ta đang nối kết bằng con đường oan trái hay bằng con đường thiện lành, hãy nhìn cho ra ngay cái lúc mà chúng ta tiếp xúc. Và nếu như bây giờ chúng ta không thấy để chúng ta thoát ra, cái giờ chúng ta sắp chết đó, cái gì chúng ta cũng muốn níu giữ hết. Và càng muốn níu giữ chừng nào thì chúng ta dễ tái sanh vào con đường của ma chừng đó. Tiền vàng nhiều quá, bây giờ chết rồi không có nở lòng nào mà để cho người khác cả. Bởi vì mồ hôi nước mắt tạo ra cũng có, mà do cái ranh ma ác độc tạo ra cũng có. Nhưng mà cái nào nó cũng thành máu thịt hết. Cho nên bỏ lại máu thịt của mình thì bỏ không đành. Vì vậy phải thành ma, phải thành rắn độc, phải thành dạ xoa, phải thành chó để giữ nó. Và nên đừng đua không biết nhau nhiêu kiếp, tại vì có phước đâu mà sử dụng. Không có phước không sử dụng được. Phước có tài sản riêng, phước hưởng được tài sản riêng. Cho nên khi mà người ta bị tâm tối nè, người ta trộm cắp. Nhỏ trộm cắp nhỏ, lớn trộm cắp lớn. Có người trộm cắp lén lút, có người trộm cắp có mọc đỏ, có môn bài, có chức vụ, cũng là trộm cắp. Rồi trộm cắp về chất như thành một cái núi đó, hưởng được hay không? Nói đi. Em gửi đầu này, em gửi đầu nọ, em tàn hình trá, trá hình dưới mọi hình thức. Tâm phải điên đảo những cái đó. Và khi tâm điên đảo về những cái đó, nó tích lũy những cái phần bất lực. Bất thiện này đây nè,
thì chúng ta thấy những người này sẽ đi về đâu? Khi mà chúng ta học hết bốn cái cõi khổ này thì chúng ta sẽ về đâu? Cho nên đó, khi mà con người ta tái sanh đó, mà nơi cái chỗ thọ nhận cái quả nghiệp này, thọ nhận qua quả nghiệp này nó đi theo cái cảm thọ, thì bốn cái cõi khổ này là nơi người ta đó chỉ có cái cảm thọ khổ là đứng hàng đầu. Súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục, cảm thọ khổ chiếm lĩnh hầu hết trong cái đời sống của người ta. Còn cái niềm vui rất là bé nhỏ. Người nào trong cái cõi này có phước, có niềm vui đó, là khi ở trong cái thế giới đó mà người ta cái phát thiện người ta được phát sanh. Thiện trí thì chưa được, nhưng mà phát thiện phát sanh. Cho nên lần trước sư cô có nói như cái gì đó, ở trong cái thế giới quỷ khổ này cũng có những người đó họ đi làm phước, họ rơi xuống cái cảnh ma rồi, họ rơi xuống cái cảnh quỷ rồi, nhưng mà họ nhận thức ra họ đi làm phước vì cái khuynh hướng thiện của họ mạnh lên thì họ đi làm phước. Còn có những cái người đó thì cái những cái khuynh hướng mà thuộc về tâm tối thì nó mạnh hơn, cho nên lại họ lại rền rĩ, họ lại tiếp tục phạm trong những cái điều khổ thường. Nó phạm giống như mình như thế này, giống như mình là cái lúc mà người ta sừng lên người ta chửi mình á, mình cũng sừng lên mình chửi người ta, giống như vậy đó. Tức là khi nó khổ quá thì nó dùng những cái pháp bất thiện để nó chống đối lại cái khổ đó, thì đó nó lại tiếp tục đi vào đường thái đó. Còn khi nó không sử dụng nó mà nó sử dụng cái phần thiện lành của nó thì nó có. Như vậy thì chúng ta ôn lại cái này, bởi vì sư cô phải nói đi nói lại thì chúng ta thấy là hầu hết chúng ta chết cái phần lớn nó đều rơi vào đây. Đó là một cái sự thật mà chúng ta không nói thì chúng ta cũng phải dính thôi. Tốt hơn chúng ta nên hiểu rõ để từ đây trở về sau đó thì chúng ta phải cố gắng đó, để mà chúng ta kiểm soát được chút nào thì chúng ta mừng cho mình chút đó. Tại cái giờ của mình hấp hối đó chưa biết mình có phước hay không có phước. Vì thấy không, mẹ đã lo cho con cái dựng vợ gả chồng chia của hết rồi, mà đi tu là phải trốn ở một cái chỗ mà không ai biết đến để đi tu. Rồi bây giờ đó đến khi nó biết được đến nó khóc như là ma hoàng nữa. Bởi vì sao không mà trở về để mà hầu hạ nó tiếp theo thôi. Nó kinh khủng lắm á quý vị, những cái nợ đó nó kinh khủng, nó đòi cho tới kỳ cùng mà nó nói là nó thương. Nhận ra rồi mới thấy sợ, còn chưa nhận ra nó mừng lắm, không biết được cái điều này. Rồi cái lúc mình chết mình vô phước ở chỗ là nó cứ khóc, nó cứ gào lên thì phải thành ma thôi chứ làm sao được. Còn mình khi mình có phước đó, cái là giờ mình chết đó, mình chết trong cái thanh tịnh nhẹ nhàng, ai cũng sợ ra đi một mình, không biết rằng phước báo là được ra đi một mình yên tĩnh vắng vẻ. Và lúc đó đó tâm mình đó nhìn cái tâm của mình để mà ra đi, còn nhìn cái hơi thở của mình để mà ra đi, thì cái đó là đại phước báo. Cho nên có những cái khi chúng ta tu đó, chúng ta thấy hầu như chúng ta đi lội ngược dòng đời, tại vì mình không hiểu rõ, mình cứ xuôi một cái dòng đời mà mình đi, nhưng mình không hiểu rằng mình có mặt trong đời để mà mình mượn đời mình tạo phước. Từ trong cái đời thường mình thấy đạo pháp mới được. Cho nên lần trước là chúng ta thấy trong cái thế giới của quỷ đó cũng có những người xuất gia ta mượn đạo tạo đời thì ta cũng thành quỷ như thường. Hôm nay thì sư cô sẽ coi như lật cái bài này ra để chúng ta nói về cái nhân chút xíu. Sau khi mình hiểu được cái tâm của mình nó sẽ dẫn dắt mình đi đâu, thì đây là những cái cõi của quỷ khổ, thì chúng ta sẽ thấy là người ta gieo cái nhân gì mà người ta thành một cái loại quỷ như thế. Và lần trước đó, thì chúng ta có tất cả là 33 cái loại quỷ, nhưng mà nó không phải là hết, nó còn nữa, nó cực kỳ đa dạng. Và rồi đó là
cái bài mà bài kinh số 20 đó, thì sư cô sẽ giảng cho quý vị sau khi nó xong cái phần này. Bởi vì cái bài kinh đó mà đem ra giảng đó, thì nó có những cái tên, nó có những cái phần thuộc vào trong các cái cõi khổ này, thì giải thích vậy nó cứ phải lặp đi lặp lại hoài. Cho nên là sau khi mình học xong rồi thì cái bài kinh đó để mà mình thấy rõ một lần nữa là cái này, khi cái thời Đức Phật xuất hiện và Đức Phật giảng 6 cái bàn pháp thì chư thiên dạ xoa, tất cả những cái chúng sinh mà ta gọi là phi nhân, tức là không phải con người đó, đều tụ hội đầy đủ hết. Một cái thế giới có thật, chỉ vì chúng ta không thấy mà thôi. Thì cái bài kinh đó sẽ giảng sau cùng. Và ngày hôm nay đó thì chúng ta lập cái phần ngạ quỷ ra để chúng ta, sư cô sẽ nói một cái phần này. Chúng ta sẽ dở cái trang số 9, nhưng mà nó nằm trong cái số 8. Cái ngạ quỷ tên là Vantasa, quỷ Vantasa. Chúng ta nói cái nhân thôi. Nhân đã gieo thì loại ngạ quỷ này trước kia tánh tình bỏng sẻn, không biết làm phước bố thí, lại nhổ nước miếng trong vật thực, đem cho người có giới đức thanh cao, có khi đi vào chùa xả rác, hoặc nhổ nước miếng lên sàn, hoặc chỗ chư tăng đã quét dọn sạch sẽ, không chịu nghe lời chỉ dạy của chư tăng, cứ việc làm càn không kiêng nể ai, nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Như vậy chúng ta, cái thứ nhất thì chúng ta không có lạ đâu, tức là cái bỏng sẻn không biết làm phước thì bạn biết rồi. Cái là nhổ nước miếng trong vật thực, đem đến cho người có giới đức thanh cao, thì cái này nó hiếm thôi. Hiếm, không phải nhiều người làm vậy. Nhưng mà cái phổ cập nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở chỗ mà sư cô cũng có nói rồi, những Phật tử mà đến chùa mà làm công quả dưới bếp á, là cái người có phước rất lớn. Nhưng mà có nhổ nước miếng ở trong này á, bởi vì nói chuyện quá nhiều, nói không dứt. Mà không những nhổ nước miếng thật, mà còn về cái tâm á, nó bị quế diễm á, nó cũng trộn trong cái thức ăn này. Chính vì vậy mà tổn phước. Thì đó là không ai nghĩ ra cả. Mặc dù trong chùa đó các thầy hay là các sư cô có nhắc nhở bao nhiêu đó, thì những Phật tử này thì chỉ đem lòng ghét mà thôi. Mà nói là khó quá, ai thèm tới chùa nữa. Nói thật với quý vị á, sư cô á, là Phật tử tới đó, sai thì sư cô nói liền, còn quý vị ra đi, sư cô vui vẻ, quý vị ra đi. Tại vì khi quý vị tới, quý vị làm, quý vị cúng dường, là quý vị tạo cái phước. Mà nếu như quý vị làm sai đó, mà sư cô không nói đó, là sư cô là cái người cực xấu. Tại vì sợ mất Phật tử, mà không có chỉ người ta giữ gìn cái phước báo của người ta, đó là một người ác, sư cô không làm gì. Cho nên sư cô nói rõ ràng như vậy, là nếu ai thấy rằng cái điều này lợi ích thì ở lại, còn không cứ tự nhiên đi. Kể cả người xuất gia, sư cô cũng nói rõ ràng, đây là cái lò luyện. Nếu luyện được thì sao nó thành một cái pháp khí, còn nếu không nó chỉ là cái cục đá hoặc cái cục sắt thôi, nó chỉ han rỉ và nó hình thù nó quái đản mà thôi, không có thể trở thành cái pháp khí được. Chấp nhận được ở, không chấp nhận được cứ đi. Con người ta có giới mà không giữ giới, giới thô rồi giới tế, mà cứ phạm hoài vậy sao tu được. Còn Phật tử đến chùa cũng vậy, không phải mình cúng dường, không phải mình công quả rồi mình để có ngã mình đi lên. Thà mình đừng cúng dường, thà mình đừng công quả, mà mình giữ cho cái ngã mình bình yên là tốt. Cho nên chỉ cho những cái đó, mà có giận thì cứ đi thôi, đâu có sao. Tại người ta đi tìm tội chứ người ta đâu có đi tìm phước. Còn phước đâu có phải đơn giản có được. Cho nên đi xuống bếp nói dữ quá, nói phun nước miếng ra không thấy. Quý vị không thấy chứ khi mình nói đó, những cái hơi độc bệnh hoạn trong người của mình phun ra, thức ăn nó bị nhiễm độc, không những mà về cái khí độc, về cái tâm cũng nằm trong một cái khí gọi là khí tế. Trong cái hơi thở của mình là một khí thô, nó đưa ra những cái độc chất đó. Đây là cái con đường xấu ác mà. Trên cái nhà bếp là cái chỗ mà tạo phước rất lớn, nhưng mà đó là cái chỗ tạo tội rất nhiều.
làm cái gì cũng nói suốt luôn, và không bao giờ mình nhận ra đó. Cái đó chính là cái phóng vật nằm trong tâm sự, nó điều khiển tất cả, không nhận ra. Có khi đi vào chùa xả rác hoặc nhổ nước miếng lên sàn, cái này để trong lực, nó nói thế này là đây là cái chánh điện. Thì khi mà một cái thi hài đó không được khiêng ngang qua chánh điện, nếu trong chùa mà có người chết đi nữa thì cũng chỉ đi một cái cổng hông, và chùa sẽ mở một cái cổng đặc biệt, và cái cổng đó chỉ dành để cho cái xác chết hoặc là cái thi hài ra vô chỗ đó thôi, chứ không được đi ngang chánh điện. Cái luật nó như vậy, và cách xa bao nhiêu đó là mình không được hạt nhỏ, chứ không phải là đi ngang cái chùa người ta bất cứ chỗ nào cũng khạc nhổ được, hoặc núp núp trong cái lùm cây nào là phóng quế cũng được, những cái này bị hết. Và nó có một cái loại bệnh mà sư cô đọc trong kinh đó, mà thấy tại sao cái bệnh này ngày hôm nay không chữa được, đó là cái bệnh vảy nến. Nó cứ vài tiếng đồng hồ là nó chết, cái loại da nó bong ra rồi nó mọc lên cái da mới, rồi lại cứng rồi lại bong da không hết. Và một trong những cái nguyên nhân nó đó là những người này đi vào trong cái chỗ mà thiêng liêng, đình chùa miếu mạo, và xảy ra cái chuyện nam nữ ở chỗ đó. Nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng cái chánh điện nó nằm đây, cái chùa này nó tới năm mẫu lượng đó, mình kiếm một cái góc tối nào ở chỗ cái đó, nó không ai đi qua đi lại đi tới, thì bày cái chuyện nam nữ ở chỗ đó. Nhưng nhớ rằng nó nằm trong khuôn viên của nhà chùa, rồi đừng có nam nữ đi vào trong chùa mà nắm tay mà dai kề má tựa trong cái chùa để cho cái dục vọng của mình nó lên, điều đó cực xấu. Ta không có nghĩ ra đâu, vì cái tâm người ta tràn đầy quế nhiễm, cho nên người ta coi những cái chuyện này là cái chuyện của người khó tính, mà người ta không biết rằng nó là luật của tâm linh. Nhổ nước miếng lên sàn hoặc chỗ chư tăng đã dọn quét sạch sẽ, nhớ nha. Trong chùa thì chư tăng ni người ta dọn quét sạch sẽ, mình vô là mình nhổ nước miếng mình làm bậy bạ đó, thì mình sẽ sợ coi chừng, không kiên nể ai cả. Sư cô đến một cái chùa ở nước ngoài, sư cô thấy một cái chuyện lạ. Để giờ cái thầy trụ trì nói sư cô đi vào trong cái cửa của thầy đó, bước chân vô thì bên phải nó có cái kệ sách, lấy cái quyển sách cho thầy. Thì sư cô mới đi với hai cô Phật tử đi vô, thì sư cô lấy làm lạ rằng cái chỗ ngủ của sư mà một cái ông thiện nam lên trên đó, nằm trên giường của chư tăng, lấy mền trùm lại ngủ bằng cái chỗ ngủ của cái vị trụ trì đó. Thì sư cô thấy khủng khiếp quá. Bởi ta nói gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành bế Bụt đi chơi, không có cái phép nào như vậy. Cái vị nói pháp thế gian đi, đây là cái chỗ riêng của vợ chồng người ta, mình không có được quyền ngồi trên cái giường của vợ chồng người ta, chứ được nói chi mà nằm. Mình là người khách chỉ ngồi ở phòng khách thôi, người ta mời mình chỗ nào chỗ đó, còn cái chỗ riêng tư người ta không đụng tới. Huống chi đây là chỗ mà của vị trụ trì. Một người nam có vợ có con là bao giờ cũng có quế nhiễm cả, làm sao có thể lên chỗ nằm của một cái vị tăng được? Chuyện đó là không có xảy ra. Nhưng người ta cứ phạm, cứ vô tư mà phạm, nghĩ rằng không có vấn đề gì cả, đến khi cái quả xảy ra mới được. Thì quý vị thấy cái quả quỷ này đó, mặt mày nhăn nheo, con mắt tròn do, lông tóc xồm xoàng, miệng méo mó, ống chân quăng queo, bụng chướng to lên, thân hình hôi thối, răng hô chơm chởm, tay chân nổi gân như dây luộc, cao nhồng ốm nhom, vẻ lở đầy mình, đói khát nhiều năm, đau khổ vô cùng. Khi nghe người khạc nhổ, tưởng được lo lòng, chạy đến liếm ăn cho đỡ đói. Hạng ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở gần nhà cửa xóm làng, mấy chỗ dơ bẩn và ống nhổ mà chúng ăn. Cho nên là không có phóng quế ở nơi tôn nghi. Mình đi ngang, mặc dù là đây là cái đường đi, nhưng mà sát cạnh đó nó có cái miếu,
thì nếu mình muốn khạc nhổ phải ráng tránh chỗ khác, và mình dùng cái khăn giấy mình khạc nhổ trong khăn giấy, mình gói lại, mình kiếm chỗ thùng rác bỏ vô. Còn nếu không mình lãnh đủ thôi. Vì thế không khạc nhổ như vậy, đến khi thành quỷ đói nghe người ta khạc nhổ thấy là món ăn ngon. Mình không bao giờ mình nghĩ tới những cái chuyện tâm linh mà nó lại vi tế đến như thế. Khi chúng ta học chúng ta mới hiểu, thì chúng ta mới hiểu rằng mình biết mình tránh được chuyện nào mừng chuyện đó, tránh được chuyện nào mừng chuyện đó thôi, chứ không ai tránh được hết đâu. Khi nào cái phước báo mình đầy đủ nó mới mở ra cho mình thấy mình mới tránh được nhiều hơn, còn không mình tránh được. Bây giờ chúng ta sang tới cái con quỷ mà chỗ cái trang số 13 đó, quỷ quốc phá. Đây, quỷ quốc phá này. Quỷ này kiếp trước là người hung ác, không tinh tội phước, sắc sược thái quá, ỷ quyền thế hiếp người tu hành, lại thêm tánh tình bỏng sẻn, tiếc của không nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con thân quyến, để cho cha mẹ đói khát dơ bẩn, do quả độc ác ấy khi chết để xa vào địa ngục đồng sôi thật lâu đời, khi hết quả cảnh ấy còn dư sót nghiệp lại, phải sanh làm thứ ngạ quỷ này, ăn rồng là phân với máu. Thông thường đó là cái người cư sĩ mà khi đến chùa đó là hộ trì cho tam bảo đó. Khi tiếp xúc dần thì người cư sĩ luôn luôn nghĩ rằng mấy người đi tu rất là ngu, tại vì cái chuyện đơn giản như thế này mà không có làm, không làm được. Nhưng đâu có biết rằng giới luật đã trói người ta lại, người ta không dám làm. Nhưng mà luôn luôn đó, hãy tiếp xúc thì thấy rằng cái người tu lâu chừng nào nó ngu chừng đó, không có lanh lợi, không có biết quyền biến, không có làm thế này, thế này, thế này, nó không làm được. Không làm được, vì vậy mà cái người cư sĩ phải hộ trì, phải làm việc này, việc nọ, để coi như là giúp đỡ cho cái người này có thể giữ được cái giới. Nhưng mà khi mình không biết đó, mình trở nên đó là mình coi thường, mình nặng nhẹ, mình sỉ nhục, nạt nộ người ta, thì dĩ nhiên người tu người ta đâu có trả lời, người ta đâu có nói gì. Nhưng chính vì vậy đó, những người này mới được. Quý vị biết cái tầm nhìn của một cái người xuất gia, người ta đi vào trong cái tâm linh nó khác. Cho nên quý vị thấy không, khi mình là người Phật tử, mình là học tu rồi đó, có những cái suy nghĩ mình không giống như cái đời thường đó, nó không giống đâu. Cho nên đừng có đi vào chùa đó mà nghĩ mình tài giỏi đó, rồi mình miệt thị người đó. Ta không nói ra, nhưng bởi vì cái khuynh hướng về tâm linh của người khác. Trừ những người mà mượn đạo tạo đời không nói. Chứ còn bây giờ cái người đó, dẫu cho người ta biết giảng pháp hay không giảng pháp, người ta biết tu thiền hay không tu thiền, mà một khi người ta đã xuất gia mà người ta đi giữ giới rồi, thì quý vị thấy là người ta đi vào cái đời tâm linh nó khác, nó khác dữ lắm. Cho nên cẩn thận cái chỗ này. Chúng ta qua tới cái phần mà ngạ quỷ Akijala. Ngạ quỷ này kiếp trước là người dễ vui, cậu thả, khinh khi, chế nhạo chư tăng, do nhân ác đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ ngạ quỷ này. Cái chữ dễ vui đây á là có nghĩa là cái người mà sống nó gọi là buông thả, không có chịu động não để suy nghĩ là đúng hay sai, cứ thế mà để cho cái xuôi dòng thôi. Rồi lại là coi những cái người ta sống về cái đời sống tâm linh á là những cái người mà giống như là không có bình thường, chỉ có mình mới là người bình thường thôi. Còn cái người ta đi khác mình, không giống mình, thì mình là coi thường người ta. Và cái nhân này thôi, thì cái quỷ mà Asirala này mắt sưng lồi ra ngoài, lửa cháy đầy mình, khói lên nghi ngút cả ngày đêm, da thịt phồng lên lở lói đầy mình, cháy nóng từ trong ra ngoài, miệng đói khát vô cùng, nhưng không chết vì nghiệp ác đã tạo nên, thường ở nơi mé núi rừng, gần mé biển hoặc cồn bãi. Chúng ta qua tới số 17 là ngạ quỷ Xúc Chi Mu Kha.
Ngạ quỷ này kiếp trước người người lòng dạ vô cùng bỏng sẻn, rít rón, không dám tiêu xài, không khi nào làm phước, dẫu nhỏ nhen chút ít, bỏ cha mẹ gia quyến, đói khát cơ hàng, không khi nào giúp đỡ vật chất chi cả, ham tiền kiếp bạc, thâu thập để dành bo bo cất giữ. Do lòng dạ xấu xa ấy nên khi chết lại thành thứ ngạ quỷ này. Quả đang gặt, ngạ quỷ này miệng nhỏ, dài nhọn như cây kim, thân hình thật to lớn, thịt nổi có u có nần, móng tay dài và thật nhọn, tay chân ghẻ lát, mình mẩy đóng rêu, lông tóc xòm xòm, đói khát vô cùng vì không ăn uống được chi cả, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm. Tới số 19 là ngạ quỷ Khandaji. Ngạ quỷ này kiếp trước là người ngu si, không biết tội phước, tánh tình sắc sửa, đem bò trâu dê phá hoại giường tựa, ao nước của nhà chùa, lại nói lời vô lễ với chư tăng. Quả đang gặt, ngạ quỷ này, ngạ quỷ thanh nha xí này, thân hình cao lớn, cổ cao đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi vắng, răng hô chôm chởm, lông tóc xù xì, tay chân cong veo, bụng rất to, môi xệ thùi lười, thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy nước, lại gần thấy cạn khô, hoặc thấy thành lửa, thành đá, khi thấy vật thực thì mừng rỡ, nhưng lại gần lấy ăn, thì vật ấy trở thành đồ dơ, thành đá, hoặc cháy lên, lửa có ngọn tắt tới này. Nên gây mấy cái chỗ này là mình gom lại mình sẽ thấy rằng, mình có tài sản mà có phước hưởng được không? Cho nên có khi những cái đồ dùng quý giá, có khi những cái vật thực ngon nhưng mình không sử dụng được, nó không thích hợp với mình. Vì cái phước mình tới đây, nó đưa lên mình nhận cũng được, đưa xuống nhận được, nó phải tương ứng mới nhận được. Mà trong khi đó, khi mình không biết thì mình cứ khao khát, mình khao khát rằng mình phải có thật nhiều tiền, mình phải có thật nhiều của để mình hưởng. Nhưng không đâu, có là một lẽ, còn hưởng được cái không là một lẽ khác. Ví dụ một người đàn ông này có vợ hai con, người này mua, âm thầm mua cái bảo hiểm. Và cái bảo hiểm này nói rằng khi có một cái tai nạn xảy ra mình chết ấy, thì cái người thân còn lại mình được hưởng cái tài sản đó. Thì ông này có thiếu nợ và nghĩ rằng nếu mà mình tạo ra một cái tai nạn tinh vi thì vợ mình sẽ lãnh được cái tiền này, trả được cái số nợ đó, còn lại là 2/3 đó, thì vợ con có thể đủ sống, còn mình thì biến đi một thời gian lâu rồi sau đó sẽ tìm cách giải quyết. Thì khi người này lái xe tới đó thì không biết ông khéo léo như thế nào thì cái xe nó bay xuống sông, nhưng mà sát người thì không tìm được. Thì đó, cái này là bên bảo hiểm đó, nó phải lo để mà đền cái này. Nhưng mà cái người vợ đó, khi mà nghe tin cái người chồng bị tai nạn chết dưới sông như vậy thì chịu đựng không được. Cho nên là cô này cùng với hai đứa con đó, ba mẹ con ôm nhau nhảy xuống cái hồ nước gần nhà chết. Thành ra vì một cái, vì cái chuyện mình muốn đi lừa gạt cái công ty bảo hiểm đó, mình phải trả giá bằng cái mạng của ba người thân yêu của mình. Nên trong cái sai đó nó đưa đến cái ác. Nó giống như mà thục bây giờ vậy, thục cho trái banh này, người trái này đó đụng vào trái này đụng vào trái này, nó mới rơi vào trong cái lỗ banh. Nó đi cái hệ thống. Người này không nghĩ ra cái chuyện này. Thành ra trong cái sai của mình nó phải nhớ, nó như một cái trái, một trái bây giờ, một cái banh đó, thục vô, nó chạm bên này, nó chạm bên kia, rồi nó làm thành một cái dây chuyền mà nó tạo nên cái ác nghiệp mình không có thể lường. Đó là cái điều rất là đáng sợ. Rồi một người nữa đi. Trang 21, ngạ quỷ Nietzsche. Ngạ quỷ Nietzsche. Ngạ quỷ này kiếp trước là người tánh tình độc ác, thấy các bậc sa môn hoặc người hành khất xin ăn,
làm oai chửi mắng khinh người phạm thể, lại hay nói đâm thọc người có giới hạnh, để cho phân chia phe đảng, gặp người tàn phế chế giễu đủ điều, không có lòng từ ái. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ này tội nặng vô cùng, thân mình ốm nhom, ăn uống chi chẳng đặn, vì trong miệng đuôi mọc ra, tức là cái miệng đó là cái đuôi mọc ra rất là hôi thối. Ngón tay ngón chân dính lại chỉ có một cái móng như cái cuốc, bụng phình rốn lồi lòng thầm, môi trên thật dài trệ xuống tới cằm, tai sụ tới vai, tóc mọc bùm xùm. Ngạ quỷ này thường ở nơi rừng sâu núi thẳm hoặc nơi cồn bãi. Cái gì thấy không? Cái việc mình làm thì ít mà cái quả mình trả đáng sợ quá. Ngạ quỷ sắp văn cát. Ngạ quỷ này kiếp trước là người lòng dạ bõn sẻn, không biết tội phước, vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu với cha mẹ, đánh đập ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, phản bội người có ơn với mình, không có lòng kính nể bậc trưởng thượng, do nhân dữ đã gieo, khi chết làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ này tên là sắp banh cá, mình đầy ghẻ lở, ruồi nhặn bu đầy, thịt sưng hôi thối, mắt to lộ ra, mũi lớn dài như cái trống cái, đói khát vô cùng. Khi đói quá chịu không được, lấy móng tay bén như dao cạo móc thịt mà ăn vừa khóc đau đớn vô cùng, càng ăn càng đói. Loại quỷ này thường ở các nơi thung lũng núi non cồn bãi thật nhiều. Đi theo nó móc thịt nó ăn. Cha mẹ mình, người ân người nghĩa của mình, người đối xử tốt với mình, mà bây giờ đó mình trở ngược lại thì chẳng khác nào mình cắt da xẻ thịt chứ không? Thì đi theo mình thấy ăn. Và quý vị thấy không? Ngày hôm nay đó, người ta không muốn làm những cái điều đó, nhưng người ta làm rất dễ dàng. Bởi vì khi ma túy vô rồi, thì cái chuyện người ta chém cha, chém mẹ, giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con, giết người ân, người nghĩa, là cái chuyện đâu có gì để bàn nữa. Giới thứ năm đã phạm rồi. Như vậy chúng ta nhớ vậy. Lần trước khi sư cô giảng về giới sát, thì sư cô có nói rằng những người làm bẫy, bẫy chim, bẫy thú, những người làm dao, làm rửa, làm giáo, làm mát, thì khi nào có bất cứ ai sử dụng những cái đó đem đến cái chết cho người khác, thì cái người tạo ra những cái thứ đó phải nhận. Như vậy khi mà mình bán cái ma túy đó, hoặc mình bán cái rượu đó, mà đến khi mà nó tối tăm mặt mũi nó rồi đó, nó điên khùng lên rồi, mà nó giết cha, giết mẹ, giết người thân nó làm những cái chuyện không thể lường được đó, cái người nào mà đem cái chất đó đến cho nó, thì cái người đó có cái cộng nghiệp ở nó. Cho nên quý vị nhìn những người mà hiện tại đó ha, đó, mà người ta đó, trong cái gia đình người ta vướng phải những người đó, quý vị sẽ thấy cái đường dây của nó đi. Nó đi như thế, nó nối kết rất là nhiều. Cho nên không phải là bán ma túy là mình có thể biện minh rằng đó, tôi bán cái này ai có tiền mới mua, ai muốn mua mua, không mua thôi, tôi đâu có ép người ta, tôi đâu có cho không người ta. Do người ta muốn người ta tìm đến, đúng như vậy, do người ta muốn người ta tìm đến. Nhưng người ta tìm đến không có thứ này thì người ta không sử dụng, nhưng mình cung cấp sẵn. Và khi người ta sử dụng ra vậy đó, bây giờ người ta không còn là cái người bình thường nữa. Người ta bị cái sự xáo trộn, nó quấy rối lên thì người ta làm những cái chuyện đảo lộn hết. Và cái ác nghiệp này, bản thân của người này này phải đọa xuống cái cùng cực của cái thế giới đau khổ, đó là địa ngục. Ra khỏi địa ngục thì tái sanh làm các cái loại quỷ này không biết bao nhiêu chứ. Thì cái người mà gieo tạo đó có cái cộng nghiệp này. Không thể nào nói khác hết. Và nãy giờ khi mà chúng ta đọc tới đây thôi, mới có tới con quỷ số 6 thôi, thì chúng ta nhận thấy rõ ràng nó bắt nguồn đầu tiên do lòng ích kỷ, ích kỷ bỏng sự. Và nó nằm trong cái tham dục, cái con đường thụ hưởng của người ta. Thì tất cả những cái đó nó đều có cái si,
bao bọc hết, nó tâm sống. Cho nên đó là cái người ở thế gian mà ta gọi là những cái bậc hiền triết á, thì bao giờ cũng dạy chúng ta tri túc. Còn đó là đối với nhà Phật đó thì gọi là thu thúc lục căn, thì cái gì cũng vừa đủ mà thôi, chứ không có sử dụng nó như là để thụ hưởng. Ăn một bữa ăn là phải nghĩ đến sức khỏe, chứ không phải để mà thưởng thức. Lần trước sư cô có giảng, bây giờ sư cô nhắc lại. Tất cả những cảm thọ của mình khởi lên là những cảm thọ nó khởi lên trong tính quy luật của nó. Tức là điều kiện này nó khởi lên cái lạc, điều kiện này nó khởi lên cái khổ. Nhưng cái kinh khủng nhất nằm ở chỗ là cái chúng sanh này khi những cảm thọ khởi lên nó thưởng thức những cảm thọ đó. Và chính cái sự thưởng thức này nè, nó mới tạo nên sự sai lệch. Cho nên mình nói là trong cái pháp mà tu thiền á, là về ăn á, thì khi mình ăn cái thức ăn đó, thì mình chỉ biết cái thức ăn này nó mặn hay nó ngọt hay nó chua, nó cay hay là nó đắng, hay chua chua ngọt ngọt, mình chỉ thấy như vậy thôi là đủ rồi. Nhưng mà cái mình sai phạm nó không nằm ở chỗ đó. Cái sai phạm nó nằm ở chỗ là mình thưởng thức những cái đó. Có người đó ăn cái đắng thấy ngon, có người ăn cái mặn thấy ngon, có người ăn cái cay thấy ngon, có người ăn cái ngọt thấy ngon. Cái sự thưởng thức này khác nhau, và nó dính mắc trong sự thưởng thức đó mới là cái vấn đề mà nó đưa đến nơi cái nghiệp thiện hay bất thiện. Vậy thế không? Thành ra đó là khi mà chúng ta ăn hay chúng ta sử dụng bất cứ cái gì đó thì chúng ta coi nó là cái cần thiết mình phải sử dụng nó. Bây giờ trời lạnh quá, cần có một cái áo để giữ ấm nó không bệnh, cần thiết thì chúng ta sử dụng. Chứ chúng ta không sử dụng nó để đồng hóa với cái ngã của mình, là mình nói rằng chỉ có tôi mới có tiền mua cái hàng hiệu này, hỏi khắp ở đây đi, không ai mặn được cái áo này đâu. Hãnh diện tự hào vì mình có một cái món, cái áo đó. Vì thế hai cái nó khác nhau không? Cho nên người đời biết tri túc là không khổ, người tu biết thu thúc lục căn là không đi vào con đường thói đời. Thành ra đó, tất cả những cái chúng sinh mà thành vị đó là do cái lòng khao khát, cái ưa thích, cái hưởng thụ mà nó làm thành một cái sự khao khát khô nguôi, thiếu chịu nổi, đòi hỏi hoài, đòi hỏi hoài, đòi hỏi hoài. Chính đó là cái gốc để tái sanh ra làm quỷ khổ. Nhớ hai phần, nơi chúng ta có hai phần. Một phần khi những cái cảm thọ nó khởi lên, thì trong những cái điều kiện nào đó thì tất cả những cảm thọ này nơi cái chúng sinh nào nó cũng khởi lên hết. Nhưng cái nghiệp của mỗi người khác nhau ở chỗ là chúng ta đã thọ hưởng trên những cái cảm thọ đó ra sao. Những cái dục lạc trên thế gian này nè, do khi người ta sử dụng nó, khi người ta hưởng thụ nó, người ta bám vào trong đó, người ta tạo tác như thế nào, thì đó là con đường vận hành của nghiệp xấu. Nhớ vậy, để cho chúng ta nói với chính mình, để chúng ta dạy dỗ với chính mình rằng cần bao nhiêu đây là đủ rồi nha, đừng có hơn nữa nha. Hơn nữa chỉ tạo khổ cho mình thôi nha. Nhớ, luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn dạy dỗ mình. Không có cái ông thầy nào dạy chúng ta bằng chính mình dạy mình. Chỉ có mình mới dạy mình được thôi. Mình mới gần gũi mình nhất, mình mới là cái người thương yêu mình nhất, mình mới là cái người nâng đỡ mình nhiều nhất. Phải nhớ như vậy. Còn nếu không, chúng ta giống như những cái bà mẹ, nhân danh là mình rất đổi thương con, nhưng mà cực kỳ ác độc. Thương con ở chỗ nào? Từ hồi nó còn nằm ngửa chòi chòi đạp đạp cho đến bây giờ nó nên dai nên dốc rồi đó, vẫn hầu nó như ô xin.
ngày nào đó mà chân nó đi được, tay nó có thể làm được, nó đủ cái sức để nó tự lo cho nó được, mà mình vẫn hầu nó như ô xin, ngày đó mình là người ác, không phải là người thiện. Còn cái ngày nào mà nó cần cái sự giúp đỡ của mình chính đáng thì mình giúp nó là phước. Rồi nó ăn trái cam mà nó lớn, nó học lớp 11 rồi, mà lột xong rồi lột cái tới cái vỏ lụa bên trong, rồi lột ra lấy luôn cái hộp ra luôn, rồi mới đưa tận cái miệng nó về. Rồi sao không nhai dùm cho nó, rồi nhổ vô trong miệng nó cho nó dễ. Còn không đó là truyền cái ống nó đút vô cho nó thành máu luôn, rồi cho nó khỏi ăn luôn. Tức là nuôi cho nó cùi, nó cục, nó hết hoạt động luôn, nó thụ động thành cái cục đó. Mà không thấy mình ác chứ. Rồi còn tự hào rằng thế gian này đó con đi tìm không có ai mà làm mẹ như mẹ đâu. Cho nên cũng cái bà mẹ đó mà có giai đoạn á là cái người cực kỳ có phước, mà có cái giai đoạn á là thành cái con người rất là ác độc. Như vậy ta đối với chính ta đây đó cũng là một cái người mẹ. Lúc nào là người mẹ hiền mà lúc nào là cái người mẹ ác, nhưng mà cái gương mặt của nó luôn luôn là dỗ về, là xuôi chiều thôi. Khi nào chúng ta xuôi chiều theo những cái dục vọng hèn của chúng ta thì chúng ta là người mẹ ác đối với chính mình. Cũng như mình xuôi chiều trong cái sự lười biếng, trong cái sự co cụm lại, trong sự cùi cục của đứa con của mình đó, là mình rất ác. Tại vì mình nuôi nó, mình chặt hai bàn tay không cho nó làm, chặt hai bàn chân nó không cho nó đi, không có để nó tự thân vận động, không để nó đứng trên đôi chân của mình, nó trưởng thành trong cái cuộc đời của nó. Không, nó cứ làm cái gì đó là mình lo mình gánh hết, hoặc nó chưa làm đã làm cho nó. Nó không phải là lòng tốt không ai cần, mà cái đó là cái ác mình đã tạo ra. Thì mình nuôi cái tâm mình cũng như vậy, phải cho thật đúng đắn, phải nói chuyện với nó đàng hoàng, hướng dẫn dạy dỗ nó. Còn không á, chúng ta dỗ về đó, à, đây áo đẹp nhất, hàng hiệu đây nha, dài hàng hiệu nha, uống tóc hiệu sang nha, môi son má phấn nha, rồi đó là xe hơi xịn nha, tất cả mọi thứ đều nuôi nó. Muốn gì được đây, muốn gì được đó. Là chúng ta ác với chính mình. Để khi mà nó đầy đủ cái dục lạc rồi đó, nó vẫn khao khát nữa, rồi thân hoại mạng chung, nó tái sanh làm quỷ. Thì chừng đó mình là người mẹ ác với con của mình. Mình chính là người độc ác nhất với mình, chứ không phải với ai cả. Chúng ta dở trang 25 là cái ngạ quỷ số 9 đó, là ngạ quỷ pháp phân khác. Cái nhân của cái con quỷ này nó gieo xuống á là do kiếp trước tánh tình hung dữ, độc ác, thù ác, thù oán, chửi mắng người có giới hạnh, phá hoại của cải, giết hại người không gớm tay, đốt nhà cửa vì lòng sân hận, bướng bỉnh, ngã mạn, muốn làm cho hơn người nên gây tội lỗi đầy dẫy. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải tái sanh làm loại quỷ này. Loại quỷ pháp văn khá, thân hình to lớn, tay chân cục ngủng, đầu nhỏ cổ vắng, thịt da cứng như đất, lửa cháy đỏ đầy mình, cả ngày lẫn đêm hừng hực như sắt nướng đỏ, nóng nảy đau khổ đến cực độ, lại bị đói cả triệu năm. Ngạ quỷ này rất nhiều, thường ở núi Kỳ Xà Quật và tuyết Lãnh Sơn. Như vậy chúng ta nhớ một cái chung để mình biết là cái tâm của mình đó, mà mình gìn giữ để mình không sanh ra làm những cái loại quỷ. Là như chúng ta nói trong kinh đó nè, có lửa nào như lửa tham, có ngục tù nào như lòng sân, có dòng sông nào như ái dục, và có lưới nào như lưới si, đúng không? Thì như vậy đó, thì tất cả những cái gì mà nó thôi thúc trong tâm của mình á, là nó thành ra một cái sự mãnh liệt, một cái sự dữ dội, thì đó đều là lửa hết. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng là khi cái ác nghiệp mà mình đã trong cái phút mà gọi là giống như bị tối tâm đó,
mà mình tạo nên cái ác nghiệp đó thì bao giờ nó cũng phải rơi vào trong cái ngục tối cả. Trước tiên là cái tối đó nó mới tương xứng với cái si đã phát sinh lên. Cái thứ hai á, là nó luôn luôn bị nung nóng. Nung nóng này có thể trong cái vạc dầu sôi, nung nóng này có thể ở trong cái ngục mà có lửa. Cái nung nóng này có khi những ngạ quỷ đi lang thang, nhưng mà cái người nó lúc nào cũng bốc cháy. Và chúng ta biết rằng trong cái thế giới của loài quỷ á, nó là hóa sanh, bị thiêu đốt như vậy thì nó phải chết. Chết rồi nó tái sanh lại thành cái loài quỷ đó y hệt như vậy, và nó cứ bị như vậy. Và như vậy là nó không có hạn định, nó không có định kỳ, chỉ khi nào nó nhận ra mà thôi. Cho nên chúng ta đã lỡ nóng giận, đã lỡ làm cái gì sai rồi, đã lỡ làm cái gì mà mình biết rằng nó có tội rồi, thì tự mình phải sám hối. Sám hối là việc đó đâu con đã làm, con biết con sai như thế này, con biết con sẽ tạo cái quả nghiệp nó như thế này. Bây giờ con biết rồi, con không dám nữa, con nguyện đời đời kiếp kiếp con không tái phạm lại cái tội này nữa. Giờ con nguyện làm tất cả điều lành để mà con sám hối chuộc tội của con. Thì làm cái gì thì mình sám hối cái đó, để làm chi? Để cái khi mà mình phải rơi vào trong những cái cảnh khổ như thế này đó, mà cứ chết đi rồi đó là hóa sanh lại, chết đi rồi hóa sanh lại đó, để mà chịu hoài cái khổ này đó, là mình sám hối là thôi. Cho nên là tại sao đó là thường á là mình rằm mùng một hay tụng kinh sám hối, hoặc là thường ngày đó mình cũng tụng sám hối. Mình tụng sám hối là trước cho mình, rồi sau cho tất cả những cái chư vị mà người ta được cái phước báo, người ta nghe đó, người ta nhận ra rằng là người ta có làm cái điều lỗi đó. Rồi cái này sư cô hướng dẫn nhiều lần rồi, rồi quý vị đọc kinh, quý vị cứ để ý thì sẽ thấy rất rõ. Và bao giờ đó một cái vị Phật hoặc là một cái vị thánh, ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, khi tế độ bất cứ những người nào mà người ta đó là do tạo cái điều không có đúng, cái tội lỗi mà người ta rơi vào trong cái khổ cảnh đó, thì bao giờ những vị đó đều hỏi rằng: con có biết vì sao mà bây giờ con ở trong cái cảnh khổ này không? Luôn luôn hỏi câu đó. Và người nào biết thì nói ra, còn người nào mà không biết á thì chính cái vị đó sẽ nói lại cho biết. Và sau khi biết rõ rồi đó thì sám hối, và cái người mà giúp đỡ mình á, người ta sẽ làm điều lành, tức là ta cúng dường trai tăng, hoặc là cúng dường dân nghi, hay là làm tất cả những cái phước báo gì có thể làm được, thì hồi hướng thì cái người này đó sẽ nhận lại cái tất cả những cái thiện lành của mình và những cái quả phước này trổ sanh. Có thể trong phút chốc từ quỷ khổ có thể tái sanh làm thiên nữ hoặc là thiên nam, có thể tái sanh dễ dàng. Như mẹ của ngài Xá Lợi Phất đó, mẹ bốn kiếp trước đó đang là quỷ đói, thì chính khi ngài Xá Lợi Phất đó gặp lại cái người mẹ tiền kiếp của mình đó, mà chính bà là người đi đến cái liêu cốc của ngài để xin gặp, thì ngài cũng hỏi cái người mẹ tiền kiếp của mình: ngạ quỷ có biết vì sao mà mình trở thành cái kiếp ngạ quỷ như ngày hôm nay không? Thì chính bà là người kể lại. Từ sau đó bà mới xin ngài Xá Lợi Phất đó cho bà một cái buổi trai tăng để hồi hướng. Từ sau đó bà thành thiên nữ. Thành ra tất cả chúng ta đây đó, chúng ta chưa thành Phật thì ai cũng có phạm lỗi lầm cả. Nhưng nhớ một cái điều khắc cốt ghi tâm rằng đó, ngày hôm nay chúng ta được làm người, mà chúng ta lại được gặp Phật Pháp, thì chúng ta hiểu rằng là cái phần tốt của chúng ta nhiều hơn cái phần xấu. Đây là cái niềm hạnh phúc nhất của mình. Khi mình sanh ra làm người, mình biết Phật Pháp, thì mình hiểu rằng là cái phước thiện và thiện trí của mình nhiều hơn cái. Như vậy mình có cái khả năng đó xóa bỏ lầm như thế này. Như vậy nhận ra những cái khổ mà mình đang gánh phải đây chính là cái quả của sự sai lầm mà ngày hôm nay mình nhận. Mình dùng cái sáng suốt này nè để nhận biết cái điều đó, để mà thôi không có trách ai, cũng không có thù ai, cũng không có hận ai, cũng không có oán ai, chỉ biết sám hối mà tiếp tục làm điều lành thôi, thì chúng ta thoát, chỉ có vậy thôi. Rất là đơn giản vậy đó, mình nhận ra được một cái là mừng vô cùng. Bởi vì khi mà mình nhận ra là cái thiện trí mình phát sinh,
nuôi dưỡng cái thiện trí này để mà chúng ta không thoát ai hết. Dẫu nó có đốt nhà mình, dẫu nó có chiếm đoạt cái tài sản mình, dẫu có lừa đảo mình, dẫu nó đánh đập mình, dẫu nó giết mình suýt chết đi nữa, thì bao giờ trong lòng mình một cái phản ứng tự nhiên của mình đó, là bao giờ đó mình cũng hết sức là tức giận ra, phát mất thiện của mình đừng trổ sanh liền. Ai cũng vậy thôi, không thể nào khác hơn trừ cái bậc thánh ra thôi. Nhưng mà người mà mình biết tu, mình biết giáo pháp đó, thì khi nó khởi là mình biết rồi. Bây giờ nó đã đánh mình xích chết rồi, nó đốt nhà mình, nó cướp của mình, nó làm nhục mình, tất cả mọi thứ là mình biết cái tâm của nó ác rồi. Mà bây giờ mình còn nổi cơn điên lên, mình muốn giết nó nữa thì mình lại nói nữa thôi, chỉ có chết thôi, chỉ có thoái đọa thôi, không bao giờ sao được hết đó. Cho nên mình liền sám hối. Sám hối liền. Con xin sám hối. Con biết cái tội lỗi con đã gây ra. Con không bao giờ dám nói, dám nghĩ như cái người mà đã làm trước mặt con đâu. Con xin sám hối. Thì nghiệp của mình nó tiêu tan thôi. Bởi vì nó trổ ra rồi nó sẽ hết. Nó trổ ra rồi nó sẽ hết. Miễn làm sao mình đừng có câu thông nó để tạo tác trở lại. Còn nếu không đó, là khi mà người ta đối xử mình tàn tệ, có nghĩa là pháp bất thiện ở trong tâm người ta, mình tức giận thì pháp bất thiện khởi lên, là hai bên đó nó nói nhả ra đi bằng cách sám hối, bằng cách thấy rằng tiền kiếp mình có sai để mình sửa đổi. Mình dám nhận không? Nếu mình dám nhận mình thoát. Còn mình không dám nhận, cứ ăn thua đủ, cứ ăn miếng trả miếng rồi, rồi sẽ biết mình đọa đến đâu. Cho nên á, nhịn người khác có khi là hèn mà có khi là dũng. Nhịn người khác mà hèn á là tại vì sợ nó thiệt hại tới mình cho nên nhịn, thì cái đó là hèn. Còn mình nhịn người khác vì mình không dám tạo tội nữa, thì cái đó là cái dũng và cái trí trong tâm của chúng ta. Chứ không phải nhịn người khác là hèn đâu, không phải. Khi nào mình còn nghĩ tới cái thiệt thòi cái này cái khác mà mình gọi là chịu đấm ăn xôi, thì cái đó mới là hèn. Còn này mình không có chịu đấm ăn xôi, mình không sợ gì cả, nhưng mình sợ nhất là phải tạo tội. Mình sợ tội lỗi chứ mình không sợ mất mát cái gì cả. Vì sợ tội lỗi cho nên mình không dám, nên mình không có đối đầu với người ta. Nên là ông bà cha mẹ mình nói một câu nhịn chín câu lành, nhưng mà không phân tích rõ ràng á là cái nhịn nào là hèn hạ, mà cái nhịn nào là cái dũng và cái trí. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu biết để mà chúng ta thoát ra khỏi những cái nghịch cảnh mà do mình đã tạo ra trong tiền kiếp. Vì thế những cái ngạ quỷ này đó, khi nó đói á, nó không phải đói một kiếp, phải hai kiếp, ba kiếp, mười kiếp, mà nó đói hàng triệu triệu năm. Và xin nhắc lại một lần nữa, nó sẽ chấm dứt cái sự đói khổ này khi nào nó nhận ra nó đã sai cái gì. Cho nên mình làm con người, mình có cái phước báo á, là cái tâm mình nó có cái sở hữu tưởng. Và cái sở hữu tưởng này nó có cái khả năng là nó hồi tưởng lại, tức là nó nhớ lại những cái chuyện đã qua. Những cái thước phim nó đều có ghi nhận cả, bây giờ nó có thể chiếu lại. Thì chúng ta nên chiếu lại những cái gì mình làm á, mình nên chiếu lại cho mình coi. Từ cái chỗ mình coi đó, mình khách quan để mình thấy mình đúng hay mình sai. Thì khi mình thấy mình sai đó, mình sám hối và mình nguyện không làm nữa. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nó sẽ tái phạm. Nhưng nó tái phạm, mình lại bắt gặp nó tái phạm. Rồi nó lại tái phạm, mình bắt gặp nó tái phạm. Chỉ bao nhiêu đó thì từ từ đó mình sẽ thắng nó. Giống như nó ăn cắp quen rồi đó, bây giờ đó mình bắt gặp nó hoài, thì cho đến lúc nào nó thấy cái mặt mình đó là nó bét bét đi chỗ khác. Cái sai đó mình cũng vậy đó. Khi nào nó khởi sanh lên á, mà mình thấy nó thì nó bẽn lẽn, nó trốn qua một bên, thì lúc đó là mình mạnh rồi đó. Nhưng mà lúc đầu á, mình thấy nó ăn cắp, mình thấy nó sai, mình nói nó không nghe đâu, nó vẫn làm thôi. Nhưng mà mình vậy phải tiếp tục nhận thức ra, tức là luôn luôn chúng ta ý thức ra tất cả những gì mình đã suy nghĩ, mình đã nói, mình đã làm, không có cái gì muộn cả.
chứ chúng ta không buông trôi. Nếu chúng ta buông trôi tất cả, chúng ta giả dạng như quên đi, thì có nghĩa rằng chúng ta nuôi nó lớn lên bằng cái si của mình. Nhớ rằng tất cả những sai lầm của chúng ta đều nằm trong chữ si. Rồi bây giờ chúng ta tới cái quỷ số 10 là Achagara. Trang số 27, Achagara. Cái quỷ này đó là cái thân hình như con trăng dài, lớn hơn con voi, có nhiều đầu, khi thì đầu trâu, khi thì đầu bò, khi thì đầu cọp, khi đầu mèo, khi đầu voi, khi đầu gà, khi đầu khỉ. Đói khát lâu đời, lửa cháy đầy mình cả ngày lẫn đêm, kêu la rên khóc rất thê thảm, nhưng không chết được vì nghiệp ác đã tạo, thường ở nơi rừng núi cồn bẫy rất nhiều. Nhân đã gieo, quỷ này kiếp trước tánh nết hung hăng, thù oán đốt nhà đốt ruộng, miệng nói ra hung dữ, chửi cha mắng mẹ, chửi mắng các bậc sa môn và người có giới hạnh, nói là đồ trâu bò heo chó. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào cảnh địa ngục thật lâu đời, khi hết quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Quý vị thấy bây giờ người ta đó ghét ai, người ta đốt nhà, không phải ta đốt nhà không, đốt nhà cho chết đi. Chứ cô là đích mắt thấy đó, là lên chùa ăn cắp đồ chùa của chùa xong rồi đốt luôn, bởi vì cái khu nhà bếp đó, nó tách ra xa cái chùa ở phía xa. Lên lấy ống nước, máy bơm nước, đồ lặt vặt trong bếp của chùa xong đốt luôn. Cả xóm ai cũng biết cái người đó, nhưng mà không ai dám nói cả vì nó dữ quá, không ai dám nói ra. Nhưng mà ác nghiệp ta đã tạo rồi, ai cũng biết rồi. Rồi còn chửi người khác, mắng người khác, đồ chó, đồ mèo, đồ heo, đồ gà, đồ vịt, đồ đủ thứ đó. Thì bây giờ quý vị thấy khi tái sanh là nó đủ thứ, cái đầu nó đầu nào cũng có hết. Chửi người ta như thế nào thì mình sẽ có cái đó. Do mình chửi là do cái ác mình phun ra. Bây giờ tất cả những gì mình tạo ra mình phải nhận. Giống như lần trước sư cô nói, tất cả những lời thề thốt của mình đều biến thành sự thật. Mà nhất là mình thề để cho nó trôi qua cái tội lỗi của mình, thì chắc chắn những cái lời thề đó nó sẽ quyện vào trong cái người này cho đến khi nào không biết. Cho đến cái người đó mà kiếp cuối mà thành Phật đó, thì nó dẫn theo, dẫn theo cho đến kiếp cuối. Chúng ta tới cái quỷ số 11 là Venuanika. Ở quỷ này kiếp trước là người si mê, ai rủ làm cái gì cũng làm theo. Khi tạo tội, khi làm phước chỉ làm theo thói quen. Sát hại sanh vật làm phước cũng có, khi làm phước mà vẫn uống rượu, không giữ gìn giới hạnh. Do nhân thiện và ác đã gieo nên khi chết phải sanh làm thứ quỷ này. Cái người này gọi là cái người đó là coi như là ở bầu thì dài, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tức là cái người không có xác định được là cái gì đúng, cái gì sai. Tức là ai rủ gì làm đó, làm mà không có suy xét, buông trôi. Thì khi cái người mà làm không có suy xét là cái người làm bằng tâm si. Quỷ này tên là Vemanika, thân hình mập mạp cao lớn, cái bụng ngay như trái bí đao, lông lá xồm xàm phủ kín cả mình. Khi thọ vui và thọ khổ đồng đều, tâm tánh hung tợn, tay cầm khí giới. Ngạ quỷ này thường gọi là Yamaraja, là diêm vương. Vị này có khi thọ vui trong nửa tháng, thọ khổ trong nửa tháng, thay đổi mãi mãi như vậy cho đến khi hết nghiệp. Khi thọ khổ thì tánh nết hung hăng, nóng nảy như lửa, chém giết, tra khảo và hành tội chúng sanh trong địa ngục từ sớm đến chiều, máu lắm đầy mình, sân hận luôn luôn, nhịn đói nhịn khát, đau khổ vô cùng. Khi nào thọ vui thì những cảnh khổ ấy tiêu tan mất hết, trở thành một vị chư thiên an vui thơ thới, sắc đẹp tốt tươi, hưởng sự khoái lạc nơi cảnh trời có nhiều tiên nữ hầu hạ. Thiện không biết mà ác cũng không biết. Thì khi mà người ta làm á, với một cái tâm mà nó bị che khuất cái trí tuệ đó, thì chúng ta thấy là
cái phần tốt hiếm lắm, mà cái phần tệ hại là cái phần mà chiếm nhiều hơn. Loại quỷ số 12, loại quỷ gọi là Madhika. Loại quỷ này kiếp trước là người xuất gia tu hành, không thọ trì giới luật chính chắn hay phá hoại pháp Phật. Hạng người tà mạng này chỉ giả tu cốt để nuôi mạng sống, gạt gẫm tín đồ, ham mê lợi lộc và không khi nào thu thúc và nghiêm trì giới hạnh. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải sa vào địa ngục, khi còn sót quả phải tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Ngạ quỷ Madhika có thân hình lịch sự tốt đẹp như chư thiên, ăn mặc trang điểm đủ thứ báo vật, có thần thông bay lên hư không, nhưng thân hình vô cùng hôi thối, lại bị đói khát cả ngàn muôn năm, thường đi khắp nơi kiếm đồ dơ mà ăn, có khi gặp được vật thực mừng rỡ lấy đưa vào miệng ăn, thì vật thực ấy hóa thành sắc nướng đỏ, cháy cả miệng mồm, khi nuốt khỏi miệng trở thành sắc nướng đỏ, cháy cả ruột gan, đau khổ không thể xiết. Nói một cách ngắn gọn đó là cái người xuất gia này nuôi thân không chánh mạng. Nói dòng nói do, nói tới nói lui, nói làm sao cho người ta đó đem đồ đến cho mình ăn, đem đồ đến cho mình dùng, đem tiền đến cho mình sử dụng. Những người đó gọi là nuôi thân không chánh mạng. Thì cái đó là thí dụ như là cái phước người ta là nhất là ở vô chùa thì người ta làm việc gì trong chùa thì cũng là công quả. Có những cái thời khóa phải tụng kinh, phải ngồi thiền thì đó là cái thiện lành, cho nên giữ được cái tướng, chỉ được cái tướng thôi. Nhưng mà cái quả phước là sẵn đây thì sư cô cũng nói thôi. Bây giờ ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài thì những cái người có người xuất gia thiệt, có người không phải là xuất gia, nhưng mà người xuất gia này đó cũng sống như một cái người mà ăn cắp tăng tướng. Tức là chúng ta chia thế này, cái người này là cái người đời, nhưng người ta mua cái đồ tu, rồi ta cũng mua y, mua bát, mua đủ thứ, rồi người ta mặc cái đó vô, rồi người ta đi khất thực. Cái hạng người thứ hai đó là có xuất gia thiệt, nhưng mà cũng bưng cái bình bát đi như vậy. Và chúng ta đó là người Phật tử, chúng ta hiểu thế này. Bây giờ mình nói Việt Nam trước, thì chúng ta nói ngoài Việt Nam. Ở Việt Nam mình đó, thì cái luật của giáo hội cũng như luật của nhà nước thống nhất ở một điểm đó là không có cho chư tăng ni đi xuất gia, trừ khi là những ngày lễ đó là để giữ cái truyền thống khất thực đó, thì cái chùa đó sẽ báo lên cho chánh quyền biết là hôm nay vào lúc mấy giờ đến mấy giờ là cái đoàn chư tăng ni là gồm có 5 người hay 10 người hay là 200-300 người, chúng tôi sẽ đi khất thực từ cái đoạn đường này tới đoạn đường này rồi sau đó quay trở về. Thì như vậy đó là nhà nước sẽ cho phép là giữ trật tự để đi khất thực, thì cái đó là được phép. Còn ngoài ra thì không được phép. Nhưng mà có trường hợp tuy là không được phép mà vẫn được phép ở chỗ này. Ví dụ bây giờ đó là cái chùa tại đây, cái xã mình đây nè, hoặc là cái khu phố mình đây là có cái chùa, trong này có 5 vị tăng chẳng hạn, thì 5 vị này hành cái hạnh khất thực, thì sáng đó quý vị đó cầm cái bình bát đi trong cái khu phố của mình thôi, rồi quý vị đó trở về. Thì cái đó là tuy là cái luật của giáo hội và của nhà nước không cho, nhưng mà trong cái phạm vi nhỏ đó thì người ta vẫn hành cái hạnh khất thực mà không có vi phạm. Thì những người ở trong cái khu phố đó đều biết rằng 5 cái vị sư này tu tại cái chùa này chính xác, không có sai chạy, thì chúng ta đặt ba thì cái đó được. Còn ngoài thì những cái trường hợp này ra đó, thì khi cái người nào mà bưng cái bình bát mà đi khất thực đó mà không có nằm trong cái mà sư cô đã trình bày đó, thì những người này là không đúng. Dẫu cho có xuất gia hay là giả mạo tăng tướng gì đó thì cái việc làm là cũng không đúng. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy, đi sâu rồi chút nữa sẽ thấy thế này, cái luật á là cái bình bát đó chỉ có đặt thức ăn mà thôi, hoặc là quý vị đặt thuốc, đặt dầu vô thì cũng được, nhưng mà tiền, vàng, hột xoàn, nữ trang, tất cả được. Người nào cầm cái bình bát mà nhận cái đó
người đó phạm giới, mà người á đặt cái đồng tiền ấy vô đó bị tổn thương. Cho nên á là không thể nào mà cái vị đó người ta bưng cái bịch bát như thế nào mình đặt tiền vô, không có. Nhưng mà khi ví dụ như là đây là cái lễ cúng dường trai tăng, thì quý vị muốn đặt bát á, thì đây nó có cái đĩa, đây là cái bát, đây là cái nắp bát. Thì khi mà đặt cái gì đặt tiền ở cái đĩa đó cúng dường ở đây thì được, không được để lên đây, dứt khoát không được để lên đây, chỉ có được để tới đây, để ngay cái đĩa này rồi cúng dường này, chứ không có đặt vào trong bát. Trong mọi hoàn cảnh không đặt tiền. Còn những người mà tu giả đó là người ta chỉ muốn đặt tiền vào trong cái bát thôi. Và như vậy thì cái người nào mà nhận tiền trong cái bát là phạm giới. Mà cái người đặt tiền vào bát vì không hiểu biết cho nên đồng tiền đó tổn phước, đồng tiền đó không có phước, cho nên chúng ta không làm được. Và chính cái này đó sư cô nói ở nước ngoài đó, tu giả thì ít mà tu thiệt mà phạm giới thì nhiều đó. Không phải sư cô nói đây là không phải là nói tất cả, nhưng cái số người nào mà đi ra ngoài chợ đứng phi thời, nói rõ nhé, không phải là bưng cái bình đát đi khất thực là phạm giới, ở đó người ta không có cấm. Ở các nước á, thì coi như muốn đi khất thực thì chư tăng ni cứ đi khất thực, không có vấn đề gì cả. Nhưng sư cô nói là những người nào mà đứng ở góc chợ, góc đường, góc phố phi thời. Phi thời có nghĩa là mình đi khất thực chỉ để dùng cho buổi trưa, không có quá ngọ được. Mà đã quá ngọ rồi mà vẫn đứng đó, mà cái bát là nhận tiền, thì cái đó là phạm giới. Nhớ rõ chưa? Cho nên quý vị đi ra nước ngoài mà quý vị thấy quá 12 giờ mà người này còn đứng đây mà lại xin tiền thì rõ ràng là người phạm giới, đúng không? Hoặc là trước 12 giờ mà trong bát có tiền là phạm giới. Cho nên không có đặt bát, đặt vào bát mà không có đặt tiền, nhớ nha. Quý vị gặp ai đi khất thực, mình thấy mình có cái lòng kính trọng thì mình nên mua một chút thức ăn, hay mình có cái chai dầu mình đặt vô thì được, chứ còn đặt tiền là thật. Hãy hiểu rõ như vậy. Mà một khi đó người Phật tử mình hiểu rõ rằng mình không có đặt tiền vào trong cái bát đó, thì cái nạn mà đi xin như vậy đó, phạm giới như vậy đó, nó sẽ giảm xuống tối đa. Giảm xuống tối đa vì mục đích của những người mà ta ăn cắp tăng tướng đó là để người ta đi kiếm tiền, chứ còn vật thực không thể nào ăn hết. Đầy cái bát là nuốt đầy đủ rồi, dư nữa ăn không nổi nữa. Nhưng người ta cứ đứng hoài tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều vẫn đứng đó, thì mình biết chắc chắn 100% rằng người này có ở cái chùa nào thì cái người này cũng phạm giới thôi. Tại vì sư cô có đến cái vùng mà sư cô giảng là cái câu hỏi đưa lên á là điều hỏi về vấn đề đặt bát cả. Vấn đề là khi mà chư tăng ni đi phất thực như vậy đó là cúng dường như thế nào. Là bởi vì người ta lấy làm lạ rằng á là quá 12 giờ mà những người này đứng có khi tới chiều tới tối để xin tiền. Những cái này đó người ta đâu biết cái ngày mà đóng cái nắp hận hại đó, cái người đi tu mà phạm giới và cái người ăn cắp tăng tướng đó, nó sẽ đọa cho đến chừng nào không biết. Và chính ngày hôm nay đó, những người Phật tử đến chùa đó giúp cho người tu phá giới cũng hơi nhiều á. Cứ mình vô đó là mình có tiền là mình cúng dường hết tất cả. Thưa quý vị, là những người mới tập sự, những người sa di, chúng ta nên để người đó giữ phước, đừng nhét tiền trong túi người ta. Tại vì cũng như thế này, sư cô nói thế này, ví dụ thế này quý vị hiểu. Bây giờ quý vị làm cha làm mẹ, cha mẹ bàn với nhau là mình nuôi con của mình đó, nó cần cái gì đó mình cung cấp cho nó để mình kiểm soát nó, mình hướng dẫn, mình giúp đỡ nó. Thành ra chừng nào nó học hết cấp 2 mình mới cho con tiền. Còn bây giờ nó ăn sáng cái gì mình đều cho, nó muốn uống nước gì mình cho nó hết, mình mua sẵn cho nó hết, mình kiểm soát được cái thực phẩm tốt hay xấu, mình lo cho con mình. Bây giờ anh trai của mình hoặc là chị ruột của mình tới, đồ cái thứ hạ tiện vậy đâu, con nít mà cũng không cho nó đồng bạc ăn, ai mà đi học mà trong túi không có một tên nào hết, cha mẹ mà thiệt là ác. Cho nên là lén lén nó dúi tiền cho con của mình. Hỏi quý vị làm cha làm mẹ, quý vị có cảm ơn anh chị ruột của mình không? Thì người xuất gia trong chùa
Cái người xuất gia nó khác với cái người đời ở cái chỗ á, là cái người đời có tiền trong túi để thích cái gì mua cái đó, thích cái gì sắm cái đó, đó là niềm vui. Còn người xuất gia không có cái điều đó. Người xuất gia chỉ sử dụng theo nhu cầu. Bây giờ cái đôi dép mình đi vậy á, rồi Phật tử vô cho tiền để mua dép, mà người nào nhận cái tiền đó là sai đó. Sa di bên tập sự là sai. Đôi dép đó vậy phải xin thầy, bạch thầy, bạch sư phụ, dép con đứt 2-3 lần rồi cho con xin đôi dép khác thì thầy sẽ cho. Cho nên quý vị để ý, những người xuất gia quý vị dòm cái chân của họ. Nếu mà cái đôi dép của họ thời thượng thì quý vị biết họ là ai rồi đó. Nói vậy rồi quý vị biết. Vì trong luật không cho phép. Sư cô là chỉ đi ra nước ngoài đó thì phải mang giày bố là cái gì, bởi vì cái thời tiết. Đôi khi mình phải mang giày đi tuyết, bởi vì cái mùa tuyết thì phải mang vậy thôi. Chứ còn mình khi mình về chùa mình đi đâu là mình cứ xài cái rất là bình thường thôi, không có cái vấn đề gì cả. Mình cần cái đôi dép để mang thì mang cho nó sạch, cho nó đỡ đau chân thôi. Chứ thời Đức Phật là đi chân không mà. Bây giờ mình sang quá, còn có giớ, còn có dép rồi, còn đòi hỏi chi mà một cái thời thượng. Nhìn cái thời thượng đó là biết. Thành ra cái muốn cái gì phải xin thầy, để thầy biết là đến lúc đã được hưởng cái này chưa. Và hơn nữa khi Phật tử đến cúng dường đó, thì cái người thầy đó khi nhận cái đó là phải tạo cái phước báo cho cái người thí chủ. Và bây giờ thầy mình cho cái lộc để dũi mình có sai trái cái gì đó, mình cũng bớt cái nợ đàn na tính thí đi. Bởi vì đây là cái lộc của thầy cho mình. Còn bây giờ đó là nhận đi, nhận hết tất cả những đó đi rồi nó có tu được hay không là đi. Cho nên Phật tử phải cẩn thận cái điều này. Khi muốn cúng mình phải nói vậy: bạch thầy hoặc bạch sư phụ, con thấy sa di này hoặc tập sự này đó là cái đôi dép nó hư rồi, hoặc là vị này cần tiền để mua cái gì đó thì con cho phép con cúng dường cái số tiền này bao nhiêu để vị này mua cái đó. Thì tùy cái người trụ trì đó ta xử lý. Có khi ta nói không, cô cứ cất tiền lại dép ở trong chùa, sư phụ còn để sư phụ cho cổ. Hoặc thuốc này sư phụ có, hoặc bệnh này á có người đến trị rồi khỏi, cô khỏi cái đó. Thấy không? Còn khi nào người ta thấy cần thiết thì người ta sẽ cho cái người đó. Để làm chi? Để cái gánh nặng của đàn na tính khí nó không đặt trên cái vai của những người này. Còn khi mình không biết thì mình xử lý theo đời. Tội nghiệp là cái sự tìm ra, rồi dần dần nó giấu đút lén. Chứ cô nhớ lần có kể trong lớp này, bởi vì đây là sự thật. Một cái chú này chỉ là chớp thôi, nó còn đi học mà, học tiểu học mà. Tết mới, sau cái Tết rồi mới dâng lên thầy 4 triệu. Thầy nói sao vậy, tiền đâu vậy, nói Phật tử cho con, lì xì con Tết. Thầy mừng quá, thấy thằng nhỏ không ham tiền, mà biết đem tiền để cúng lại Tam Bảo, mừng. Mừng chưa xong thấy vài bữa nó xì ra cái điện thoại cao cấp. Thầy mới hỏi đâu ra vậy? Nó nói Phật tử cho con. Thầy nói không không, cái này mà tối ngày con chơi game là con không có tu, không có học được, thầy phải thôi. Một tuần lễ sau nó có cái khác, mà lần này nó giấu kỹ lắm, chỉ mấy chú khác lên mới báo với thầy thôi là nó có cái mới rồi đó thầy. Thầy cũng xuống xót từ quả nhiên như vậy, hỏi đâu ra nó Phật tử. Khi mà thầy tịch thu lần thứ hai đó thì mấy ngày sau nó ra khỏi chùa luôn. Vì ở với ông thầy khó quá, không ở được. Cho nên quý vị coi chừng, dùng cái đồng tiền của mình mà đưa những người tập sự cái gia di ra khỏi chùa thì liệu coi mình tạo phước gì nha. Và chính những người mà nhận cái đó, phạm cái đó là nuôi thân không tránh mạng. Thì quý vị thấy cái hậu quả của cái người xuất gia mà khi không có giữ giới và khi không nuôi thân tránh mạng, cái hậu quả không có lường được. Cho nên nhiều cha mẹ đó cản trở không cho con xuất gia, nó có nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên là vì mình trước cái đã, vì mình già rồi không có con cái nó cô quạnh. Cái thứ hai là vì nghĩ rằng con mình không biết vô chùa nó tu được hay không, nó tạo tội rồi còn khổ nữa. Thì đó là cũng là một cái lý do nữa. Mà phần lớn người ta rất sợ con người ta đi vào chùa rồi với cái tánh đó, với cái nết đó không có tạo được phước,
mà nó làm âm cái phước của mình đó thì nó khổ vô vàn là khổ, chứ không phải là người ta sai hoàn toàn đâu. Rồi quý vị lần lần quý vị đọc hết rồi quý vị sẽ kiểm tra nữa đó, là cái chuyện mà những người xuất gia mà phạm giới nó khổ đến chừng nào. Nhưng mà bây giờ cái thời đại bây giờ người ta mới sợ gì hết, không sợ gì hết. Người ta sợ thiếu tiền thôi, người ta sợ người ta hưởng thụ ít thôi, chứ người ta không sợ tội lỗi. Ngạ quỷ số 13, Suchiloma. Ngạ quỷ này kiếp trước là người đánh xe bò, tánh tình hung ác, khi đánh xe đâm trâu bò bằng sắc nhọn. Hơn nữa lại còn là người xấu xa, hay ganh gỗ, hay nói lời độc ác, đâm thọc đầu này, đầu kia cho người khác sanh ra sự bất hòa, chia phe đảng. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết lại tái sanh làm ngạ quỷ. Hồi xưa người ta đánh xe bò, đánh xe ngựa, người ta có con roi róc. Cái con roi róc này á, là nó làm bằng mà cái loại dây thừng mà nó bệnh lại. Nó bệnh như bệnh tóc vậy, có khi bệnh 2 giây, có khi bệnh 3 giây. Cái đầu nó vuốt nhọn rồi nó cột vuốt 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 vậy. Cho nên khi nó đánh bằng đầu nó vuốt tới đâu là nó đau tới đó. Và đằng đuôi này á, là nó có một cái cây đinh dài ra vậy. Cái khi mà nó muốn cho cái con ngựa hoặc cái con bò, con trâu đi nhanh á, thì nó đỡ cái đầu lại, rồi lấy về nào mới đâm vô cái chỗ gần cái đuôi con bò, cái mông con bò, thì con bò và con trâu nó nhảy lên. Đó, gọi là đâm bằng cái sắc nhọn, chính là cái cây đinh. Còn nó quất bằng cái đầu á, thì cái đầu này nó vuốt dài ra, rồi xong nó thắt quất lại rồi nó quất. Đó, là người ta sử dụng cái đó để người ta điều khiển trâu bò đó. Ngạo quỷ này có lông tóc rất nhiều, nhọn như kim, đâm khắp cả thân mình, đâm thấu từ đầu thấu ra miệng, máu chảy tuôn ra từ miệng thấu đến cần cổ, từ cần cổ thấu đến ngực, từ ngực thấu đến bụng, từ bụng thấu đến bắp chế, ống quyển, đâm hoài như vậy, luôn luôn không ngừng nghỉ, đau đớn kêu la thảm thiết, trôi nổi bình bồng trên hư không gần núi Kỳ Xà Quật. Sư cô đi những cái vùng đồng bằng ở nước khác á, thì sư cô thấy người ta có một cái cách mà người ta cột trâu hoặc cột bò hoặc là cái cột dê đó, họ cột rất lạ lùng mà rất là tội nghiệp. Ở bên mình á thì thường cột á là người ta dàn cái mũi lại để cột cái sợi dây vô, thì cái sợi dây đó có thể là từ 2 thước trở lên cho đến 5-6 thước chẳng hạn, có khi tới 10 thước. Nhưng mà bên đó nó không cột vậy, cô nhìn không thấy nó cột gì hết, mà cái con vật nó cứ đứng hoài. Bởi vì nó cột cái chân, hai cái chân trước là nó cột với nhau, hai chân sau nó cột với nhau mà nó cột chéo vậy nè, tức là cái chân bên này, rồi cái chân bên này, rồi ở chân giữa nó sắt chéo những cái số 8 và nó buộc lại, rồi hai cái chân sau cũng vậy, cho nên đi không được, nó cứ nhảy tưng tưng chút xíu. Ví dụ bao giờ nghĩ rằng cái này là cái ác nghiệp không? Và cái khi nó quả trổ xanh á, là hai cái chân đi không được. Nhưng người ta đã làm gì? Hoặc là mình nuôi cái con vật đó, mình xiềng xích nó trong nhà, hoặc mình nhốt nó trong lòng, như mình nuôi chim hoặc cá, mình đốt trong cái hũ, trong cái chậu. Có bao giờ mình nghĩ rằng là một ngày kia đó mình sẽ chịu cái quả nghiệp gian cặp người khác không? Mà cái quả này nó ngọt ngào lắm. Cha mẹ sanh ra thì nói rằng là trời ơi sao nó hiền quá, nó khờ quá, cho nên không cho đi đâu mình hết. Đi đâu thì phải đi với má, hoặc đi với ba má, hoặc đi với anh chị, hoặc đi với người nào mà tin cậy thì mới đi, còn không đi mình. Rồi lấy chồng đó, ông chồng cũng cưng quá, rồi đó là đi đâu có ổng mới cho đi, còn không có thì ổng nhốt ở nhà. Rồi đến khi mà ông chồng chết rồi đó, thì con nó nói trời đất ơi, hồi đó ông ngoại bà ngoại đâu có dám cho má đi đâu, rồi ba cũng vậy canh chừng. Mà bà bây giờ bà già rồi, mình không canh chừng là mình khổ lắm rồi, cho nên phải không cho má đi đâu hết. Thì thấy cái nghiệp giam cầm chưa? Cho nên là cái người này đó, thì quý vị thấy không? Dùng roi sắt mà đấm người ta, thì bây giờ quý vị không, máu nó tuôn từ trên xuống dưới, tuôn ngày, tuôn đêm, nó cứ tuôn. Chết rồi nó quá sanh lại, thì nó lại tiếp tục cái khổ như vậy. Bây giờ chúng ta tới quỷ số 14. Là cúng phan đa. Cái loại quỷ này đó kiếp trước làm quan xử kiện, chuyện phải cho là quấy, chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ tư vị, áp dụng sai luật quốc gia,
hành phạt kẻ hiền lương do nhân dữ đã gieo, nên khi chết phải sa vào A Tỳ địa ngục, bị lửa đốt thật lâu đời. Khi hết tuổi thọ, cảnh ấy còn sót quả, tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Theo sư cô bây giờ đó, là không phải chỉ có quan xử kiện, mà những cái luật sư không chân chính nó cũng nằm trong chỗ này. Nó sẽ cãi làm sao mà cho cái người vô tội thành người có tội, mà người có tội thành ra vô tội. Và cái ác nghiệp này đó chắc bây giờ hơi nhiều. Bởi vì giữ được cái cán cân công lý không phải dễ. Vì cái cán cân công lý rồi bao giờ nó cũng nằm trong cái thế cân bằng này, hoặc là nó đứng, cái kia nó đứng chính giữa như vậy. Mà bây giờ nó toàn là tiền vàng với đô la, nó quýnh cho bạc qua bên nó trên trời, thì làm sao mà đứng cho nổi. Hoặc là nó nằm ngang thế này, mà bên này nó tiền vàng đô la, nó cứ chất về, nó chất về chất sao chịu nổi. Cho nên bây giờ chắc là quỷ này nó hơi nhiều một chút. Mà cái này có luật sư trong đây, luật sư mà không chân chính á, có chỗ này chứ không phải. Mà nó lại còn thêm cái chỗ này, ngay cái người chân chính có khi cũng bị sa lầy. Tại sao? Tại vì không hiểu hết những cái mưu ma trước quỷ người ta đặt này. Mà cái người ngồi xử kiện á, chân chính á, cũng vẫn bị cái này. Tại vì mình không hiểu hết, rồi mình phán quyết lầm, chứ không phải là mình do có tà ý xấu. Thành ra cái người bị do tà ý xấu có, mà cái người chân chính do nhìn không ra mà bị cũng có. Hoặc là nó sắp xếp những cái dữ kiện giả mạo mà mình nhìn không ra vẫn bị. Nhưng nó không nặng như cái này. Mà cái này quý vị kiểm tra lại nha, mà sư cô kiểm tra có rồi. Những người mà làm thầy thuốc, những người làm thầy kiện, và nói chung trong cái giới mà tòa án đó, thì trong cái gia tộc đó, ba đời nó phải có một người hoặc hai người, ba người đó là nó bất bình thường, tức là nó khùng điên, có tật nguyền. Đó là mình nói một thầy thuốc là lương y. Mình nói là cái người mà xử kiện là một người thanh liêm chân chính, chứ không nói tà ma bậy bạ, không có nói cho người đó. Tại vì sao vậy? Một người thầy thuốc á, mà có cái y đức á, nhưng mà mình không có giỏi tới cái mức độ có thể cứu người ta. Nhưng vì có khi mình nghĩ rằng cố gắng một chút mình có thể cứu người ta, nhưng thật sự người ta chết. Mình không có ác trong cái chỗ đó, nhưng mà cái trí mình thiếu. Một người thầy kiện đó không có ăn hối lộ của ai hết đó, nhưng mà vì nó quá, nó xảo quyệt quá, mình nhìn không ra, thì mình vẫn phạm. Mình đưa cái người mà vô tội đó thành ra có tội. Thành ra những người đó trong ba đời của họ đó phải có một cái lợi gì nó hiện. Cái này kiểm tra là đúng. Ngạ quỷ cung banh đá này có hai hòn ngọc hành thật to, bị các loài kênh ó diều bay theo cắn mổ, để xuống nhồi trên ngọc hành thì đau nhức, phải vác trên vai chạy hoài rất khổ sở. Nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo, cả bầy cắn mổ đau nhức vô cùng. Thấy không? Cái phần thấp nhất bây giờ lại vác lên trên vai, mà vác đi đến đâu á thì bị cắn mổ thôi đó. Cho nên đưa người ta vào trong cái oan ức á, người ta đau khổ ngày đêm không có kể xiết được. Bây giờ người này đó, lộn từ dưới lộn lên trên, lộn ngược lên như vậy, mà cứ ngày đêm bị cắn mổ, đau đớn vô cùng. Những cái này người ta không tin đâu, không tin đâu. Và người ta đây đã nói là cái này mình phịa ra để hù dọa đâu, không có đâu quý vị. Tâm mình làm cái gì nó in hình cho đó. Tâm của mình nhé, tâm mình làm cái gì trí cá nó in hình cho đó. Và cái đó mình làm ra, bây giờ người khác phải chịu. Nhưng mà trong cái nhân quả đó, bản thân mình phải trải qua tất cả những gì người khác đã trải. Vậy thấy không, ngày hôm nay mình vì cái miếng ăn của mình, vì các con của mình, vì gia đình của mình, mình cắt đầu con ếch mình lột cho nó nhảy tưng tưng như vậy, bán cho nó nhanh, chặt đầu cá, đầu ếch, đầu lươn, đầu gà, đầu vịt, vân vân, làm vô tội.
Nhưng mà tất cả những đau khổ của những chúng sinh đó đó là mình phải lần lượt trải qua để mình biết rằng cái bàn tay mình đẫm máu đó gieo rắc cái đau khổ đến giường nào thì phải trải qua. Vì tất cả những gì mình làm mình phải thọ nhận, gieo nhân thì phải gặp quả. Đó là cái luật nhân quả thuộc về tâm linh, không có ai cản trở được hết. Tới số 15, quỷ ái. Quỷ ái này đó là mình rắn mà đầu người lớn và dài như trái núi, lửa cháy rần rộ chung quanh mình, dãy dụa nóng la, đau khổ ở trong lửa là phải chịu sống thật lâu đời, vì nghiệp ác cấu tạo nên không chết được, thường ở nơi núi rừng. Nhân của quỷ này đã gieo. Ngã quỷ này kiếp trước là người có nhiều lòng sân hận, cao mài nhăn nhó, mỗi lúc mỗi chút mỗi sân, tâm địa đen tối như súc sanh, không phân phải quấy, đốt nhà của người, đốt cả liêu cốc của Đức Phật độc giác, không chút ăn năn. Khi chết phải xa vào A Tỳ địa ngục thật lâu đời, khi hết tuổi thọ, cảnh ấy mới sanh làm thứ ngã quỷ này. Ngã quỷ thứ 16, Đích Cha Vi. Ngã quỷ Đích Cha Vi này là thứ ngã quỷ thân hình không có da bao bọc bên ngoài, máu mủ chảy tràn trề, phần từ các loại kênh kênh ói diều bay theo cả bầy, cắn mổ rớt thịt ra từng miếng. Do quả ác thịt ấy mọc trở lại, liền bị đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn luôn cắn mổ trôi nổi trên hư không gần núi Kỳ Xà Quật. Quý vị mà muốn biết những cái bệnh này đó, đến những cái bệnh viện da liễu thì quý vị mới thấy là thiên hình dạng trạng. Hoặc là những cái nơi mà những cái khu vực mà nó gọi là cái khu mà phẫu thuật đó, thì chúng ta mới thấy là nó là cái nghiệp, gọi là cái nghiệp mà nó thuộc về cái nằm cái nghiệp sát mà nó nhẹ thôi, thì quý vị sẽ thấy. Ngã quỷ này kiếp trước là người đàn bà lang dạ, có chồng còn ngoại tình với kẻ khác, lén lút chia sớt tình thương của chồng cho kẻ khác, mưu sĩ gạt gẫm chồng, làm bộ làm điều giả dối hai lòng. Do nhân ác đã gieo, khi chết phải sa vào địa ngục đồng sôi, bị nấu linh đinh trong nước đồng sôi thật lâu đời, còn sót quả tái sinh làm thứ ngã quỷ này. Bây giờ thì đàn bà với đàn ông đó ngoại tình như là một cái trò vui vậy thôi, không có thấy cái gì mà ngượng ngùng, không có thấy gì e lệ hết. Cho nên người đàn bà nào đó mà giữ được cái sự trung trinh tiết liệt của mình thì phải hiểu rằng cái phước báo của mình lớn lắm. Chồng mình có lan chả có bậy bạ gì là cái chuyện của người tà dâm, nhưng mình dứt khoát không tà dâm. Nếu mình thấy không sống chung được với người lan chả này, mình ly dị đi, rồi mình có chồng khác cũng được, không sao cả. Bây giờ mình có năm chồng cũng phải là tà dâm, bởi vì với người thứ nhất mình ở không được đã ly dị rồi, với người thứ hai ở không được đã ly dị rồi, với người thứ ba ở không được ly dị rồi, người thứ tư cũng ly dị, người thứ năm cũng ly dị, mà mình có tới đời chồng thứ sáu thứ 60 gì đi nữa cũng không có lan chả, cũng không phải là tà dâm. Vì ở đâu dứt khoát rõ ràng ở đâu. Còn bây giờ chồng mình lan chả mà mình tức tối quá, mình cứ là ông ăn chả bà ăn nem, thì nghiệp tà dâm của mình thêm nặng mà thôi. Mà nó có cái điểm đặc biệt thế này: người đàn ông lan chạ nó gần như là bản chất rồi. Cái người đàn ông nào mà không lan chạ thì cái người đó cái căn cơ đã tu nhiều kiếp rồi và phước báo lớn vô cùng. Cái người này, cái phước của cái người này á, mà đã có cái chức quan lớn á, thì bao giờ cũng đã có cái phước thanh liêm mà giữ được cái giấc lâu dài. Mà cái người đàn ông nào mà rơi vào lan chạ thì có cái gì mất cái đó. Bây giờ khéo che khéo đậy thôi, rồi khi mà thân ngoại mạng chung rồi đó ha, thì là những cái cảnh khổ ở dưới địa ngục nó sẽ trải qua. Mà khi mà tái sanh mà làm lần người rồi đó, là không biết là hàng mấy triệu kiếp rồi mới lên làm người rồi đó, thì phải làm cái người mà ta gọi là
ngã lưng cho thế gian ngồi, chẳng ơn thì chớ lại cười bắt công. Là phải làm gái điếm thôi. Còn bây giờ không chờ tới đàn bà mới làm gái điếm, đàn ông cũng làm điếm mà. Kinh hoàng đến như vậy. Còn cái người đàn bà đó, đặc biệt cái người đàn bà đó, ít có lan trạ, tính theo tỷ lệ ít có lan trạ. Nhưng đã lan trạ rồi thì cực ác độc. Đàn ông lan trạ đó, có thể người ta không bỏ vợ, có người còn khôn về đối xử tốt với vợ nữa, để mà che giấu bớt cái tội lỗi mình, để mà chuộc bớt cái lỗi mình đi. Và hiếm có người đàn ông nào đó mà lan trạ lại giết vợ. Nhưng đàn bà mà đã lan trạ rồi đó thì đó là nó tha cho người đàn ông đó, là cũng là người đó tử tế đó, chứ còn không là nó giết hết. Nó kỳ lạ như vậy. Bởi vì cái người đàn bà cái bản chất vốn là âm, khó thay đổi. Còn người đàn ông nó là dương, cho nên nó thay đổi hoài. Nhưng mà khi cái âm này một khi mà nó lật ngược lại vấn đề đó là nó kinh khủng. Cho nên mình á, cái người phụ nữ nó phải canh chừng mình. Một khi mà dính vào cái con đường đó rồi là phải sám hối. Coi chừng đó, cái con đường của mình là khủng khiếp lắm chứ không có đơn giản đâu. Bởi vì đàn bà mà sư cô thấy á, đi ngồi quán rượu mà nhậu với đàn ông, đàn bà mà hết điếu thuốc lá này tới điếu thuốc lá khác, thì hãy coi chừng. Bởi vì khi mà nó trượt xuống một cái đó thì cái khó mà nó quay đầu lại lắm. Và cái tội đó nặng vô cùng. Bởi vì sao? Lời sư cô nói là vì cái bản chất của cái người nữ là cái bản chất âm, nó trì trệ, nó nặng nề, nó khó có chuyển đổi lắm. Mà một khi nó đi vào con đường xấu, nó cũng âm trì địa ngục như vậy. Cho nên cái người nữ mà có cái phước báo thì ở với cha mẹ đó, cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, mà lớn lên được ăn học đàng hoàng, hoặc lớn lên có nghề có nghiệp, sống biết mở cái tâm mình ra để học hỏi, là cái người đàn bà đó có phước báo. Còn nếu không là nó cứ u u minh minh. Bởi này vốn phẩm chất là nó gọi là âm tính, cho nên nó cứ u u minh minh như vậy. Ẩn thứ như thế mà cái đưa cái đời mình đi vào trong những khổ cảnh, ra không được, không dám ra luôn. Ai đời mà vợ ngồi trước mặt đây đó mà gọi nhân tình, anh nhớ em quá, bây giờ phải tới để báo tin cho anh, để mà nói khách sạn nào anh ra. Rồi cái người này chỉ khóc thôi, không dám nói một lời. Người ta khinh mình đến như vậy, nhưng vẫn bám vô. Vì một lý do đơn giản nè, bây giờ tôi thôi ổng, bây giờ tôi ở đâu? Ở đâu? Sống như thế nào đây? Nó không dám thay đổi. Mặc dù biết rằng đó, rời khỏi cái địa ngục này nó sẽ thơ thới hơn, nhưng không dám. Cột trói mình trong đó, tự mình mà buộc lấy mình vào trong, vì cái âm khí này, cái tối tâm, cái si ám này ra không được. Rồi cứ thế đưa mình trong cái thói đời. Cho nên người nữ phải ráng mà học. Đi tới đâu học cái đó, làm cái gì học cái đó, để mở mang cái tâm trí mình, nó thành ra một cái thói quen. Lúc nào cái tâm cũng cởi mở ra, lúc nào cũng tâm cởi mở. Ai nói cái gì mình lắng nghe học, thấy cái gì mở con mắt ra học. Nhất là đối với vấn đề Phật Pháp thì phải cố gắng nhiều hơn nữa để mình thôi. Mình đưa cái tâm mình đó lên cái chỗ sáng suốt. Người nữ cái phần thiện này rất lớn, phần thiện lớn lắm. Nhưng cái phần trí này ít có trao dồi. Cho nên người nữ phải ráng học chữ về mặt trí thế gian, phải ráng học. Người nữ này về mặt tâm linh phải ráng học Phật Pháp. Sư cô kể quý vị nghe một chuyện thật thôi. Hai cô này, một cô là Việt Nam, một cô là cái người ở một cái nước khác, người Hy Lạp. Cái cô người Hy Lạp lấy chồng rất là già, còn cái cô này lấy chồng cũng tầm tầm như mình thôi. Nhưng mà cả hai giống nhau ở cái chỗ
là cái người chồng đánh đập, nhục mạ, bỏ đói. Hai người đều giống nhau vậy. Đến lúc không thể chịu đựng được, hai người đều chạy trốn, dẫn con chạy trốn. Một người dẫn hai con, một người dẫn một con chạy trốn. Nhưng cái cô mà người Việt Nam thì cổ có cái phước á, là trước khi cổ ra đi đó, cổ đã tốt nghiệp luật rồi. Và cổ cũng đã đi làm việc mấy năm rồi. Thì cái lúc mà cổ là chịu đựng nhiều lắm á, thì cổ suy nghĩ là mình phải trốn đi thôi. Nhưng mà trốn cách nào mà mẹ con an toàn nhất, bởi vì tứ cố vô thân. Cho nên là cô ấy tìm cái luật của cái nhà nước mà cổ đang ở đó, cổ đọc. Thì cổ mới biết là khi cái trường hợp người phụ nữ bị bạo hành á, thì nó có một cái trung tâm với cái địa chỉ đó, cái số điện thoại đó mình liên hệ, thì khi mình báo người ta sẽ đón mình, người ta đưa về cái trung tâm đó, thì người ta sẽ lo cho mình cái này cái này cái này cái này, thì cổ biết hết. Thành ra khi mà nó đến cái cao điểm cổ hết chịu đựng được á, thì cổ mới gọi cho cái trung tâm đó và cổ trình bày. Mà trước khi đó thì những cái bằng chứng nó đã đầy đủ rõ ràng hết rồi, bởi vì cổ học lực mà. Thành ra cái trung tâm nó đến trước thì cổ trình bày hết. Con cái của cổ nó cũng thấy rõ, biết rõ, không có cái gì dối trá trong đó. Thì cổ là được cái sự giúp đỡ, thứ nhất là người ta bảo vệ. Cái thứ hai là tiến hành cái việc ly hôn, người ta cũng bảo vệ. Cái thứ ba là người ta giúp cho có một cái chỗ ở, người ta giúp cho cái việc làm. Còn cái cô kia đó, khi chạy ra khỏi nhà đó, thì trong lúc mà nó cực kỳ là hốt hoảng vậy, thì cái chỗ nương náu cổ là một người bạn của cổ, thì cổ mới dẫn con chạy chỗ đó. Thì cổ ở đó một tuần lễ, thì cái cô bạn cổ mới đi hỏi luật sư đó, thì luật sư mới nói là không nên ở như vậy mà phải đến cái trung tâm để ta tiếp nhận những cái người bị bạo hành. Thì khi cổ bị gián đoạn một tuần lễ đó, thì cổ đến cái trung tâm đó, thì ở bên đó cái người mà chồng của cổ nó giàu có quá, cho nên là nó mướn luật sư. Thì nó cho rằng là một cái tuần lễ cổ ra đi như vậy đó là nó không chứng minh được cái sự trong sạch của cổ. Thành ra cuối cùng đó là cái ông chồng đó bắt con mà cổ không có được một cái quyền lợi gì hết. Người chồng đó là chia ly dị, không có cho cổ một đồng xu nào, cổ không có tiền để ăn cơm thôi. Thành ra quý vị thấy giữa hai cái người nữ, một người có được cái học thức, khi mà người ta đó hiểu biết như vậy thì khi người ta giải quyết những cái nghịch cảnh của mình đó, người ta có thể thoát được. Còn khi mình không hiểu biết gì hết đó, là mình đọa xuống rồi. Cho nên cái người nữ phải cố gắng mà học. Mình có con gái đó, phải thương nó nhiều hơn, phải dạy cho nó kỹ lưỡng từ cái việc bếp núc, việc này việc nọ, để chi? Bởi vì cái người đàn bà sanh ra đó vốn là phải gánh tất cả những chuyện đó. Mà nó quen đi rồi thì nó đỡ cực và nó đỡ thấy khổ. Nó quen làm rồi thì bình thường. Rồi cái thứ hai đó, khi mà nó học làm như vậy đó, rồi cái tâm thức của nó mở ra. Rồi cái gì nó cũng hỏi, má ơi cái này làm sao, má ơi sao cái này nó vậy, thì mình biết là con mình nó đang mở mang. Nó học được tới đâu cho học được tới đâu. Nó muốn đi tu, hoan hỷ đưa nó đi tu. Mà nó tu không được, nó về đi nữa, cũng phải tìm cách giúp đỡ cho nó để nó sống tốt đẹp hơn. Và bản thân mình là người nữ cũng phải như vậy. Nên mình phải cố gắng lên. Chứ còn không đó, mình phạm rồi đọa lâu lắm. Đọa lâu lắm. Nó giống như là nó khắn lại. Bản chất của âm khác, bản chất của dương khác. Dương là biến động, âm là bất động. Cho nên người đàn bà một khi thay đổi rồi đó, là nó không có cái cơ quay về. Còn đàn ông cái bản chất của nó vốn thay đổi, cho nên nó cứ thế, nó cứ như thế vậy. Bởi vậy sư cô mới nói là nè, có một bà đó, bà sống hạnh phúc được bởi vì bà đã tìm ra một cái chân lý cho bà. Nhớ nha, chân lý cho chính bà đó chứ không phải người khác. Cái bà bạn bà nó sình lên sọp xuống gì ghen. Thì cái bà bạn nó nói, bà có phước à, ông xã bà sao nó hiền như bụt vậy đó, bà có phước quá. Bà nói không có phước tội gì hết á. Bà muốn sống hạnh phúc, bà nhớ tôi làm gì. Khi nào mà cái thằng cha đó nó ở trong nhà tôi biết nó thằng chồng tôi. Mà nó ra khỏi cửa nó chồng ai tôi không biết. Thì chỉ có vậy thì bà mới sống yên ổn thôi. Chứ mà bà còn theo nó thì bà không thế nào bà sống được. Nó là lăn loàn trắc nết, nó là bản chất của nó rồi. Nên không có theo.
Thật ra đàn bà mới lăn lộn chứ đàn ông đâu có lăn lộn. Nhưng mà đàn ông thì tà dâm. Quỷ này là thứ quỷ thân mình không có da bao bọc bên ngoài, máu mủ chảy tràn trề, phần thì cắt lại kênh kênh ó diều bay theo cả ngày, cắn mổ rớt thịt ra từng miếng, do quả ác thịt ấy mọc trở lại đầy, liền bị đau nhức khóc la thê thảm, nhưng các loài ấy vẫn không tha, luôn cắn mổ trôi nổi trên hư không gần núi Kỳ Sợ Quật. Ngã quỷ thứ 17, Ní Mút Gá. Tôi thấy con quỷ này nó đi đó, gục cái đầu nó xuống. Ngã quỷ này trước kia là người tâm tánh đê tiện xấu xa, lén lút tà dâm vợ con người khác bất kể già trẻ, lại còn hành hạ vợ nhà, làm oai cho vợ kiên sợ, giả bộ tánh tình với người trong sạch ngay thật, nhưng vắng mặt vợ lại mèo mỡ, vợ nhà chịu đau khổ. Do nhân dữ đã gieo nên khi chết phải xa vào cảnh địa ngục, bị quỷ sứ bắt leo lên cây gòn bằng sắt cháy đỏ, có gai thật bén leo lên leo xuống lũng sể mình mẩy, đau khổ hàng triệu năm khi còn sót quả tái sanh làm thứ ngạ quỷ này. Thì cô biết có một cái trường hợp thế này, ông này thì ngoại tình nhưng mà rất là khéo che giấu, và để cho đó là bà vợ đó không còn hồn vía đâu để mà nghi ngờ mình nữa đó, thì ông bắt đầu ông ghen với một cái người khác, ghen với người khác và hành hạ cái người này bằng mọi cách mọi giá, là để không cho tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là cái người mà ông đã nghi ngờ, làm cho đoạn lìa hết tất cả. Và bà điêu đứng ngày đêm hết đặt chuyện này tới đặt chuyện nọ, và cuối cùng thì lòi ra đó thì ông mới chính là cái người ngoại tình. Đây, những người này sẽ rơi vào đây vì thấy cái đầu nó cắm xuống đất. Chuyện không nói có mà chuyện có nói không, để che giấu cái tội lỗi của mình thì người ta đã làm như vậy. Và có người đó ngoại tình về đó thì ra mặt đánh đập vợ con, ăn cắp hết tài sản em đưa cho vợ con này. Nhiều người họ có những cái ác không thể nào tưởng tượng được, người ta lạnh lùng và mang trái đến cùng cực. Nhưng đàn bà không hiểu, đàn bà không hiểu, cứ thấy người ta nói là người ta không hợp với vợ con người ta, người ta có nói vợ người ta thế này thế nọ, là mình cứ nghĩ là mình người đàn bà tuyệt diệu nhất cho người ta, mình cũng bị trong cái số người ta sẽ lừa đảo thôi. Nhưng không nghĩ ra vì mình phá nát cái gia đình của người ta, mình quyến rũ cái người đã có vợ rồi. Đó là người đàn bà lăng loạn, người đàn bà trắc nết và người đàn ông dâm đản. Đó là cái hạng đê hèn và thoái đợi. Bởi vì cái dục lạc của nó là cái dục lạc nằm ở hạ căn, làm cái phần thấp kém nhất, cho nên xấu xa và đê tiện nhất. Và chủng cái chỗ này à, nó hành sự như quỷ sử, cực kỳ dữ dằn và độc ác. Và họ coi những đứa con của họ chẳng là cái gì cả. Có người còn nói với vợ, nói thế này: cô phải biết ở cái xứ này người ta rất là quý con nít, cô có muốn nuôi thì cô nuôi, cô không muốn nuôi cô đem vô cô như vậy. Không có việc gì mà cô phải lấy mấy đứa nhỏ cô ràng buộc tôi. Được, nói đi, làm đi. Rồi nhiều đời nhiều kiếp sanh ra đó thì sẽ thấy là cha mẹ mình không phải nói câu đó mà làm y như con mình. Rồi mình biết mình làm. Cho nên chúng ta phải thấy, biết cái điều này để mà khi ứng xử đó, đừng ứng xử trong cái tâm tối của mình, trong cái tâm trạng quỷ đói của mình, mà cũng là quỷ dữ của mình. Mình làm vậy sao thoát được? Quỷ Ni Mút Gá, thân hình xấu xa, thịt da cứng rắn, thúi tha, dính đầy những phẫn, luôn luôn cắm đầu xuống hầm phẫn, ngộp thở, rồi phải ăn uống,
đầy chướng bụng mới trồi lên được, khổ não vô cùng, rồi cũng phải cắm đầu xuống hầm phẳng nữa, luôn luôn như thế. Tại vì cái hiện kiếp người ta cắm đầu vào trong cái dục vọng, và người ta tàn tệ với vợ với con của người ta. Người ta đẩy vợ con người ta đó vào cái chỗ thất điên bát đảo, thấy không? Thì bây giờ đó người ta phải cắm đầu xuống cái hầm phân, ăn hết phân cho chướng bụng xong rồi lại cắm đầu xuống hầm phân chứ. Người ta vô tội, mình đẩy người ta vào có tội. Người ta không có lỗi, bây giờ mình làm mọi giá đuổi vợ con ra khỏi nhà để mình đưa tình nhân của mình về. Thì đó là những cái việc làm. Bây giờ nó là cái hậu quả. Bây giờ tới quỷ Sukara. Loại quỷ này có hình tướng kỳ dị kỳ, mình người mà đầu heo, trong miệng có cái đuôi mọc ra trám đầy cả miệng, ăn uống cũng không được, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng, lại có dòi bọ lúc dúc vào trong miệng, lỡ lói hôi thối như thây ma, đau khổ thật lâu đời, thường ở nơi rừng sâu núi thẳm hoặc gần núi Kỳ Xà Quật. Nhân đã gieo, ngạ quỷ này kiếp trước là người không biết đạo đức, tánh nết đê hèn, không có lòng thành thật, thường hay nói láo, nói lời đâm thọc cho người chia rẽ, có khi lại phao du để hãm hại người, khi thì nói lời độc ác, chửi mắng không kiêng nể ai. Do nhân ác đã gieo nên khi chết phải sa vào A Tỳ địa ngục, bị lửa thiêu đốt thật lâu đời, còn sót quả tái sanh làm thứ quỷ này. Bây giờ lần sau đó là chúng ta còn lại ba cái loại quỷ thứ 20, cái quỷ thứ 22 thì chúng ta sẽ hết. Giờ là tới quỷ số 18 rồi, thì lần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Lần sau sư cô sẽ in cái bài kinh đó, hộ ngoại quỷ sự, để giảng thêm cho quý vị. Xin mời tất cả chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, ngưỡng đầu trang nâm chư thiên, trong vòng tịnh xá ngữ liên hàng ngày, từ nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiện thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp khí tiến về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩm náo phước hành hạ xa, thì cô chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong thân khôn lân, đều cư châu quân thượng phần an cương, chúng sanh vốn loại không lường, phản thai thân hoa khi hương pháp lành,
tri thân cam ngài mở mang, Phật tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích đến mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con thân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Dư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc trú xứ đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong phòng tỉnh xa này, thì theo tượng Trung Hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các Phật tử lành và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, ai sinh cùng mạng sinh, pháp sinh hoa sinh trùng, cho duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, vì chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo kéo biết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi mừng, mẹ cha thầy tổ thân nhân niệm niệm quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư tiên phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn hạnh căn, việc lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả vì nhân duyên cầu. Y lam đô nha, y lam mô tu su ki ta đô nha ma yô, y lam đô nha, y lam mô tu su ki ta đô nha ma yô, y lam đô nha, y lam mô tu su ki ta đô nha ma yô, y lam qua tam đế bốn nhang a sa va ca ya va ham mô tu. Do phương cao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm